bài viết này lấy cảm hứng từ cuốn sách trước của tôi. Trước khi thành thân, Vạn Cẩn Lan là trưởng phòng đích nữ của Trấn Quốc Công Phủ, từ nhỏ phú quý, cẩm y hoa phục gia thân. Đến tuổi dậy thì, nàng coi trọng tiêu vĩ các phương diện đều rất làm cho nàng hài lòng, không cần thấp kém, lại không lo đoạt đích, vẫn phú quý vinh hoa như trước. Nhưng mà, chờ sau khi nàng lập gia đình, tình huống chuyển biến đột ngột. Vạn Cẩn Lan cả đời hiếu thắng, từ khi sáng mắt tìm người đàn ông này, thành công biến mình thành phạm phụ lưu đầy. Trên đường chạy trốn, tiêu lệ nắm tay nàng cam đoan. Cẩn Lan, ngày sau ta nhất định không để nàng chịu khổ nữa. Vạn Cẩn Lan nhìn vị này hai bàn tay trắng người, trong lòng mắng hắn da mặt quá dày, nàng nhưng là có để vợ thương người, ngày sau, vẫn là nói cách khác đi thành thân sau ta thành lưu đầy phạm phụ không đạn cửa sổ, thành thân sau ta thành lưu đầy phạm phụ TXT toàn tập đao loa, thành thân sau ta thành lưu đầy phạm phụ. Chương 1. Về Kinh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1. Về Kyoto kiến an năm thứ 18, trong tháng 7. Chính là thời điểm thời tiết nóng nhất trong năm, từ Tây Nam một đường đi về kinh thành, đoàn người trấn quốc công phủ mặc dù đi chính là quan đạo, dọc theo đường đi cũng là bụi đất tung bay, nhân mã đều khó tránh khỏi mệt mỏi. Cũng may cách ngày sinh nhật lão quốc công còn có chút thời gian, cuộc sống còn rất dư dả liền không có vội vã chạy đi. Đoạn đường này có gần trăm phủ binh cường tráng hộ tống, ngược lại chưa từng xảy ra chuyện gì. Ánh chiều tà chiếu đỏ nửa bầu trời, ánh nắng vàng chiếu lên mặt vạn cẩn lan, tráng nàng thấm mồ hôi, lúc này một trận gió mát phất tới, nàng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Thời tiết này, so với ngồi trong xe ngựa lắc lư sóc nảy, nàng càng vui vẻ mặt nằm trang cưỡi ngựa đi theo đoàn xe. Tuy rằng mỗi ngày bụi đất trước mặt nhiều hơn một chút, nhưng so với ngồi trong xe ngựa bị lung lay đến muốn ói thoải mái hơn nhiều. Nhìn thấy trạm dịch phía trước, đoàn xe dừng lại. Vạn cẩn lan xuống ngựa, đến trước xe ngựa, thân hình linh hoạt nhảy lên. Bên ngoài xe ngựa thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, bên trong rất thoải mái. Cửa sổ là rèm trúc thoáng khí, bên trong là một cái giường mềm, phía trên trải chiếu ngà voi, còn có một cái bàn dài, bày chút điểm tâm linh tinh. Thúy Văn cô cô đang cầm quạt tròn nhẹ nhàng quạt cho Thẩm Khanh, ý cười ôn hòa nhìn nàng. Thẩm Khanh thấy cô nương nhà mình cứ như vậy không chú ý nhảy lên, lông mày liễu khẽ nhíu lại, Lan Nhi, nơi này cách Kinh Thành chỉ vài ngày đường thủy, sắp tới Kinh Đô rồi, người có thể thu liễm một chút. Thẩm Khanh cũng là đau đầu, nàng mặc dù không phải sinh ra ở đời đời trăm anh cao môn đại hộ, cũng là sinh ra ở Giang Nam Phú Quý trong ổ. Thẩm Khanh tự mình khắc kỹ thủ lễ, đi lại có độ, cũng từ nhỏ giáo dục nữ nhi duy nhất như vậy, nhưng cô nương của nàng là không học được nàng một phần. Đến tây nam hai năm nay, nàng một cô nương gia ngày ngày theo trấn quốc công cùng huynh trưởng đánh ngựa ra khỏi thành, có lúc còn nữ cả năm trang trà trộn ở trong quân, cuộc sống trôi qua quá lỏng lẻo, muốn đem tính tình của nàng lại câu trở về, sợ là có chút khó khăn. Thẩm Khanh chỉ ngẫm lại, khuôn mặt ôn nhu như nước cũng mang theo một chút u sầu. Vạn Cẩn Lan nhìn một thân nam trang mỏng manh của mình, sau khi làm mặt quái dị ông lấy cánh tay thẩm khanh. Kêu, mẫu thân, nàng luôn cảm thấy không đủ thân cận, cho nên trong lúc riêng tư, nàng gọi thẩm khanh đều là trực tiếp xưng hô nương. Nương, người đã nói bao nhiêu lần rồi, con thật sự nhớ kỹ, chờ vào dịch quán, con sẽ đổi nữ trang, ngày sau nhất định phải cẩn thận lời nói việc làm. Vạn Cẩn Lan nói xong, liền động thủ xoa dịu lông mày thẩm khanh khẽ nhíu. Thẩm khanh là mỹ nhân gian nam tiêu chuẩn, thân hình khung xương không cao gầy như nữ tử phương Bắc, nhưng khéo léo lung linh, mặt như trăng tròn, mặt mày dịu dàng, màu da nhẵn nhụi, lúc nói chuyện không nhanh không chậm, mang theo nữ tử gian nam mềm mại, cho dù là trăng dạy người, cũng không có bao nhiêu uy lực. Thẩm Khanh là người từng sinh hai trai một gái, 37 tuổi, nhưng thoạt nhìn không quá 20 tuổi. Quan hệ giữa Vạn Cẩn Lan và mẹ mình tất nhiên là không thể chê. Thẩm Khanh ngoài miệng nói nàng không tuân thủ quy củ đã là bình thường, lúc này thấy tiểu nữ nhi nàng làm bộ như vậy, nào còn nói tiếp, bất quá vẫn nói. Ta không biết ngươi. Ngoài miệng nói một bộ lộ vẽ qua loa với ta, bí mật lại là một bộ. Thúy Văn cô cô cười nói. Cô nương hiểu chuyện hiếu thuận, cho dù phu nhân có lệ, trong lòng phu nhân cũng cao hứng. Vạn Cẩn Lan cười hắc hắc, Thúy cô 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 nói xấu con, con cũng không qua loa với mẹ. Thẩm Khanh liếc cô một cái, cười không lộ răng. Vạn Cẩn Lan vội ngậm chặt miệng, lập tức ân cần đỡ Thẩm Khanh đứng dậy. Nô bộc đã sớm có ánh mắt đem ghế xe đặt ở đâu. Đoàn người xuống xe ngựa, vào trạm dịch. Ánh chiều tà ta tiêu tan, đã là hoàng hôn tứ hợp. Tiếng mũi kêu bên ngoài đến ban đêm đặc biệt rõ ràng. Vạn Cẩn Lan liền cùng với âm thanh ồn ào của đêm hè tắm rửa trong phòng. Ở trong mắt Vạn Cẩn Lan mẫu thân nàng nhất định là mỹ nhân, màu da trắng nõn, khuôn mặt trân nhẵn, cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể lung linh hấp dẫn, lông mày khẽ nhíu còn có một cổ phong vận. Mà vạn cẩn lan lại không kế thừa diện mạo mẫu thân nàng, hôm nay nàng còn chưa kịp, nhưng cái đầu đã cùng thẩm khanh kém không nhiều lắm, phụ thân cùng huynh trưởng đều nói, tuổi như nàng, về sau còn có thể lớn hơn không ít. So sánh với mẫu thân nàng, không riêng gì hình thể bất đồng, chính là khuôn mặt, cùng thẩm khanh dịu dàng tú lệ cũng có không ít bất đồng. Làn da vẫn trắng như trước, nhưng khuôn mặt thẩm khanh thoạt nhìn chính là loại tính tình trinh tĩnh này, mà hai mắt nàng dương lên mắt phượng, phối hợp với sóng mũi thanh tú, bày ra, là bộ dáng hoàn toàn bất đồng với thẩm khanh. Nếu nói cùng thẩm khanh không có chút nào giống nhau, vậy cũng không phải, nếu nói giống phụ thân nàng trấn quốc công, vậy cũng có chút. Nhưng trong phủ tổ mẫu bởi vì nàng này đôi đang mắt phượng, ở trong nhà tất cả tỉ muội bên trong, là thích nàng nhất. Tổ mẫu nói, khuôn mặt này của nàng cùng lúc nàng còn trẻ có hai phần tương tự, cùng quý phi cô mẫu trong cung, bởi vì đôi mắt này, có năm phần tương tự. Tắm rửa xong, mặc vào nội y trắng như tuyết, ngồi trước gương đồng bôi 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 lên mặt. Nhà hoàng Xuân Đào cầm khăn vải vắt khô tóc cho nàng. Cô nương có mái tóc đen nhánh dày đặc, tỳ nữ nhìn thấy liền hâm mộ. Vạn Cẩn Lan tiện tay cầm lấy một hộp dầu nhỏ đặt trước bàn, lúc trước dùng hết rồi. Cho anh một hộp nữa. Xuân Đào thổi nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, tuy là chủ tớ, nhưng nàng quán đến đối với nàng là rất tốt. Xuân Đào lắc đầu, sờ sờ mái tóc ố vàng của mình, buồn bực nói. Cô nương cho tỳ nữ những thứ tốt này đều là lãng phí, tóc của ta, dùng dầu gội đầu này, chỉ biết càng ngày càng vàng, còn vàng ống ánh. Vạn Cẩn Lan phì một tiếng bật cười, cũng kỳ lạ, em và anh cùng ăn không ít cháo mè, sao tóc anh càng ngày càng đen, của em vẫn vàng như trước. Vạn Cẩn Lan từng hoài nghi Xuân Đào có thể có huyết thống người Hồ, trên chợ Tây Nam, ngẫu nhiên có bán nô lệ người Hồ, tóc của bọn họ có loại màu vàng, còn mọc đầy râu quai nón, thoạt nhìn rất lôi thôi, mùi cơ thể cũng rất lớn. Nhưng Xuân Đào ngoại trừ tóc vàng, khuôn mặt ngược lại không thâm thúy như người Hồ, thoạt nhìn vẫn là người Hán. Xuân Đào ủy khuất chu miệng lên nàng khi còn bé chạy nạn lưu lạc đến Dương Châu, được phu nhân mua về trong phủ, lại đưa tới Kinh Đô, thổi nhỏ cùng cô nương lớn lên, đồ ăn đồ dùng so với tiểu nương tử nhà bách tính tóc húi cua đều tốt hơn không ít, ngay cả đồ hiếm lạ như hồ ma cũng cam lòng cho nàng ăn, mấy lượng bạc một hộp dầu gội đầu cũng cam lòng cho nàng dùng, nhưng tóc của nàng vẫn khô vàng khô vàng, giống như là chưa ăn no thân thể thiếu hụt. Đừng thấy vạn cẩn lan ở trong miệng thẩm khanh giống như là một người không tuân thủ quy củ, thích mặt nam trang ra ngoài trên thực tế cô chính là một cô nương thích sạch sẽ lại chú ý thân là trấn quốc công phủ trưởng phòng đích nữ nàng tự nhiên là bị nuông chiều lớn lên thẩm khanh mặc dù xuất thân thương hộ nhưng về mặt ăn mặc đó là một chút cũng không hàm hồ nhưng rất chú ý về điểm ăn uống vàng cẩn lan tuyệt đối là mẹ con ruột của thẩm khanh đề phòng tiết tấu chậm không phải mở đầu là lưu đầy. nữ chủ không phải xuyên qua không phải sống lại, nữ phụ sống lại, xem nữ cường xưng đế lui. Bài này trống rỗng, có chỗ nào có vấn đề, hoan nghênh chỉ ra, nhưng cầu đừng mắng ta, ta là một trái tim thủy tinh có tự mình hiểu lấy, hết chương này. Chương 2 Khang Bình huyện chủ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio V50602-1 Trần Quốc Tuấn Vạn Cẩn Lan thân thể phi thường khỏe mạnh, cưỡi ngựa mấy ngày, chỉ cần buổi tối có thể ngâm nước nóng, thân thể mệt mỏi có thể giải hơn phân nửa về phần một nửa kia sau khi ngủ một giấc dậy liền có thể sinh long hoạt hổ xuân đào mang theo bà tử đem thùng tắm dọn ra ngoài lại đi phòng bếp trạm dịch bưng chén canh trở về thẩm khanh thích uống nước canh nuôi người chính là đi ra ngoài chỉ cần có điều kiện mỗi ngày đều sẽ để cho bên người bà tử nấu lên một nồi tiểu thư canh hôm nay tới rồi vạn cẩn lang nhìn thoáng qua là canh gà hầm xốp màu sắc sáng ngời bát canh còn bốc hơi nóng vừa nhìn liền nóng uống chắc chắn ra một thân mồ hôi nàng chuẩn bị thả lại uống xuân đào nhỏ giọng nói vừa rồi tỳ tử đi ra ngoài nghe thấy phu nhân trong phòng mơ hồ có tiếng khóc của nữ tử nương đang len lén khóc vạn cẩn lan sửng sốt nhưng mẹ tôi đã xảy ra chuyện gì nói xong nàng muốn mặc xong xiêm y lại bị xuân đào ngăn lại tiểu thư không cần đi không phải phu nhân trong dịch quán có người khác tới còn quen biết phu nhân tỳ nữ nghe thúy văn cô cô nói là người của huyện chủ khang bình và ngô gia vạn cẩn lan hỏi lạc ấp thành ngô gia mặc dù nàng rời kinh đi tây nam hai năm nhưng huyện chủ khang bình nàng vẫn có ấn tượng quan hệ trong kinh rắc rối phức tạp nếu đem quan hệ thông gia nối liền lại đây chính là một mạng lưới quan hệ khó lường vạn cẩn lan không thích bẻ công những khúc cua này nhưng sinh ra trong dòng dõi trấn quốc công phủ từ nhỏ mưa dầm thấm đất tiếp xúc chính là những khúc cua này huyện chủ khang bình xuất thân tôn thất mẫu thân và tổ mẫu nàng còn có chút quan hệ thân thiết đều xuất thân từ thôi thị bất quá là hai nhánh quan hệ nói xa cũng xa một chút nói gần cũng quả thật thân cận hơn nhà người khác một chút trí nhớ của nàng rất tốt khi còn bé huyện chủ khang bình còn ông qua nàng xuân đào tiếp tục nhỏ giọng nói tin tức vừa rồi nghe được trong khoảng thời gian ngắn khang bình huyện chủ hòa ly tỳ tử còn ở dưới lầu gặp trưởng tử huyện chủ đương một câu lịch sự nhân tài ngọc thụ lâm phong có dạng chủ tử gì liền có dạng người hầu đó xuân đào chính là một người hầu đủ tư cách nàng biết tính tình tiểu thư nhảy nhót không thích trói buộc cũng biết tiểu thư ở phía trên ăn uống rất chú ý nàng càng biết chủ tử thích nghe tin tức mới ra lò không câu nệ là về ai chỉ cần là tiểu thư không biết nàng đều thích nghe không riêng gì tiểu thư thích nghe xuân đào nàng cũng thích nghe xem náo nhiệt là thiên tính của con người ai không người khác cùng ly các nàng xem náo nhiệt ít nhiều là có chút không thích hợp đương nhiên lúc này xuân đào cùng vạn cẩn lan cũng không có ý cười nhạo khang bình huyện chủ chỉ là thuần khiết đối với chuyện của nàng tương đối tò mò cũng không có ý gì khác sáng sớm hôm sau ở trong phòng dùng qua đồ ăn, ra khỏi dịch quán chuẩn bị lên xe ngựa, vạn cẩn lan xem như gặp được ngô gia công tử lịch sự, ngọc thụ lâm phong trong miệng xuân đào. Phong khí trong triều còn tính là sáng suốt, nam nữ đại phòng cũng không quá phận, nữ tử ra ngoài, cũng không cần nghiêm khắc đeo hàng rào. Cho nên, hôm nay vạn cẩn lan mặc nữ trang, cũng không đeo lên hàng rào chướng mắt lại bất tiện kia, lộ ra một khuôn mặt trẻ con chưa hết thẩm khanh đang đứng bên cạnh xe ngựa nói chuyện với một mỹ phụ trung niên tiều tụy vạn cẩn lan đến trước mặt thi lễ một cái ra mắt huyện chủ huyện chủ khang bình vành mắt đỏ bừng nhưng vẫn miễn cưỡng cười vui đưa quà gặp mặt cho nàng một chiếc vòng tay bạch ngọc màu sắc bóng loáng trơn bóng mấy người hàng huyên một phen rốt cục lên xe ngựa hai đoàn xe đều đi về phía bến tàu đều là quay về kinh đô đi đường thủy nhanh nhất tự nhiên là ở cùng một phương hướng Hôm nay vạn Cẩn Lang Quy cũng mặc nữ trang, ngồi xe ngựa, bất quá miệng cùng lỗ tai cũng không nhàn rỗi, từ chỗ mẹ nàng nghe được tình huống huyện chủ Khang Bình. Lại nói tiếp vị huyện chủ Khang Bình này, cũng là đáng thương. Gả vào Ngô gia 20 năm, vì Ngô gia sinh con dưỡng cái, lo liệu trong ngoài, có thể nói là tận tâm tận lực. Nhưng mà mấy tháng trước, huyện chủ phát hiện phu quân của nàng dĩ nhiên ở bên ngoài nuôi một vị ngoại thất ngay cả đứa nhỏ ngoại thất kia cũng lớn hơn trưởng tử của nàng một tuổi. Lúc trước huyện chủ chưa gả đi, trong ngô gia bất quá có chút sản lượng bạc, ngô thủ nhân thi đậu tam giáp đồng tiến sĩ. Sự phân biệt giữa các tiến sĩ rất lớn, nhất giáp tất vào hàng lâm viện. Hàng lâm viện là địa phương bực nào, hàng lâm viện học sĩ, được xưng là nội tướng pháp định, nhìn xem những người vào nội các, người nào không sống qua hàng lâm viện. Mà hai giáp ba giáp, nếu không có gì bất ngờ, phần lớn sẽ bị địa phương phía dưới, từ tiểu quan làm lên. Địa phương thả xuống này cũng rất chú ý. Ngô thủ nhân nếu không phải cưới Khang Bình huyện chủ, lấy tình huống lúc đó của hắn, không có nhân mạch khơi thông cho hắn, hắn cũng chỉ biết hạ xuống một địa phương nhỏ chim không ị gà không đẻ trứng. Cưới huyện chủ Khang Bình thì khác, có nhà mẹ của huyện chủ Khang Bình khơi thông cho hắn, hắn bị điều đến huyện Lạc ấp Tư Châu cách kinh không xa. 20 năm trôi qua thư sinh nghèo ngày xưa hiện giờ đã trở thành đại quan của lạc ấp, người qua lại đều là quyền quý, chính mình cũng thành công chen lên tầng lớp quyền quý. Ngô thủ nhân có thể leo cao như vậy, không có sự giúp đỡ của chủ mẫu huyện Khang Bình là không thể nào. Kết quả thì sao, huyện chủ Khang Bình nhận được cái gì? Nàng phát hiện kia ngoại thất là ngô thủ nhân trước kia cưới thê thất, cũng không phải cái gì ngoại thất. Việc này đặt trên người ai mà không phẫn nộ. Khang Bình huyện chủ xuất thân tôn thất, trên người tự có ngạo khí, như thế nào cho phép ngô thủ nhân lừa gạt nàng lừa gạt nàng 20 năm. Nhưng mà, lúc này ngô thủ nhân cảm thấy mình đã không cần khang bình huyện chủ nhà mẹ để giúp đỡ, còn tuyên bố, nếu là nàng dám nháo, ngô dịp tiền đồ cũng sẽ bị nháo không còn. Ngô Diệp là trưởng tử của huyện chủ Khang Bình và Ngô Thủ Nhân, theo cha hắn, rất có thiên phú trong việc đọc sách, ba năm trước trong kỳ thi hương còn đứng đầu, lúc ấy tuổi còn nhỏ, liền không tham gia kỳ thi xuân năm sau, mùa xuân sang năm là muốn kết thúc huyện chủ khang bình vì nhi tử của mình nhịn nhưng nàng vẫn cùng ly hôn nghe xong chuyện của huyện chủ khang bình tâm tình vạn cẩn lan cũng không tốt như vậy hòa ly là tốt không cần gặp lại người phiền lòng kia nhưng ngô gia vốn nên thuộc về mẹ con huyện chủ hết thảy chẳng phải là tiện nghi cho người khác vậy ngô thủ nhân chẳng phải là còn có thể tiếp tục trải qua cuộc sống tiêu sái vạn cẩn lan than thở nương vì sao huyện chủ không chọn tố cáo hắn? Thẩm Khanh thở dài nói. Sau khi cáo, sau đó thì sao? Ngô thủ nhân nếu là trước khi cưới huyện chủ đã ly hôn, thì không thể định hắn có vợ, nhiều lắm chỉ là lừa gạt một ít tình huống, sau khi tố cáo thanh danh có khuyết điểm, mũ ô sa cũng sẽ không rơi. Nếu hắn thật sự có vợ càng lấy, đối với quan viên mà nói, xử phạt so với dân chúng càng nghiêm khắc, mũ cánh chuồng nhất định không giữ được nhưng ngô diệp thì sao vạn cẩn lan mở miệng nói huyện chủ thuộc về tôn thất ngô diệp không dựa vào ngô gia cũng có thể dựa vào khoa cử trở nên nổi bật thẩm khanh há miệng muốn phản bác nhưng lại cảm thấy cô nương nhà mình nói không có tật xấu gì chính là quá chắc chắn muốn đi con đường làm quan tự nhiên là trợ lực càng nhiều càng tốt một số phương diện mà nói phụ tộc cùng mẫu tộc đều rất trọng yếu phụ tộc so với mẫu tộc càng trọng yếu hơn Nhà chủ mẫu huyện Khang Bình tuy là tôn thất, nhưng thực quyền hiện giờ còn không bằng ngô thủ nhân. Lựa chọn của huyện chủ, Thẩm Khanh mặc dù có thể hiểu được, nhưng cũng cảm thấy nghẹn khuất. Hết chương này. Chương 3 Thủy Phỉ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Kẻ cướp nước một canh giờ sau, đến bến tàu. Dọc theo vị thủy xuôi dòng xuống, mấy ngày sau liền có thể tới Kinh Thành các phủ binh phủ trấn quốc công đem đồ vật trên xe ngựa toàn bộ vận chuyển lên thuyền hai mẹ con lần này trở về mang theo không ít đồ đạc cái gì dược liệu thổ sản trà rượu ngon đặc sắc của địa phương thậm chí còn có một ít ngọc nguyên thạch những thứ này kinh thành chưa chắc tất cả đều không có nhưng thẩm khanh thân là trấn quốc công phu nhân lần này về kinh nhân tình lui tới không thể thiếu phải đi lại một phen cách đó không xa huyện chủ Khang Bình cùng Ngô Diệp cũng đang nhìn người hầu xếp thuyền, xem số lượng đồ vật, vạn cẩn lan đoán chừng huyện chủ đem đồ cưới của mình hẳn là đều mang về. Mang về được rồi, nếu không còn tiện nghi cho lòng lan dạ cẩu phế. Hôm nay là thời tiết tốt ngàn dặm không mây, ngay cả gió cũng không có, bầu trời ngói xanh ngói xanh. Bất quá đứng ở bến tàu một chút, trên trán vạn cẩn lan ra một tầng mồ hôi mỏng, xiêm y trên người bị phơi nắng nóng hầm hập, cũng may các phủ binh động tác nhanh đợi ngồi vào thuyền thuyền để khối băng vạn cẩn lan mới thở phào nhẹ nhõm chất liệu trên người có thoáng khí mỏng manh cũng có vài tầng gặp phải trời nóng như vậy quả thực làm cho người ta chịu không nổi vạn cẩn lan tuổi còn nhỏ thân thể khỏe mạnh thẩm khanh nữ tử giang năm này bất quá bôn ba bên ngoài mấy ngày hôm nay liền có chút dấu hiệu bị cảm nắng một chén canh đậu xanh ướp lạnh vào bụng hai mẹ con mới thoải mái không ít đối với loại người không say sống như vạn cẩn lan mà nói đi đường thủy thật sự là thoải mái hơn nhiều so với đi đường bộ đứng ở trên thuyền còn có thể hóng gió sông trời cao nước rộng gió sông từ từ kết hợp với tôm cá cua tươi mới quả thực không quá đẹp vạn cẩn lan rất thoải mái thẩm khanh sẽ không dễ chịu như vậy thẩm khanh sinh hai trai một gái xương cốt nàng nhỏ thân thể cũng không cường tráng như vậy thời tiết lạnh lẽo liền dễ dàng đau chân rất sợ lạnh vào ngày mùng ba lại dễ dàng trúng nóng liên tiếp hai ngày thẩm khanh đều nằm trong khoang thuyền hầu hạ ở bên cạnh thấy thẩm khanh bệnh tật không có tinh thần vạn cẩn lan cũng buồn chiếc thuyền của huyện chủ khang bình và chiếc thuyền này của các nàng vẫn không xa không gần đi theo lúc vạn cẩn lan ở trên thuyền hóng gió còn nhìn thấy ngô diệp một thân cẩm bào màu trắng theo gió bay đi xuân đào nói hắn dáng dấp lịch sự mới là không sai nhưng chính là gầy đi một chút Gió thổi áo bào góc đón gió mà lên, nàng luôn lo lắng một trận gió có thể đem hắn thổi lên trời hay không. Thân thể này nhìn thật là yếu a, à, một tay của nàng đều phản phất có thể đem người xách lên. Lông mày kia của hắn cũng luôn cau lại, giống như một mực suy tư chuyện gì làm cho hắn khó xử lại không giải được. Vạn Cẩn Lang nhìn hai mắt liền không có hứng thú. Mỗi ngày gặp người nhíu mày, cũng là ảnh hưởng tâm tình. Nhìn đám mây lửa đỏ tươi kia chiếu vào trong sông nước sông xanh lam đều bôi lên một tầng mạ vàng, bao la hùng vĩ lại mê người. Bóng tối xua tan tia sáng cuối cùng, vàng cẩn lan đang xoa bóp vai và eo cho mẹ mình. Thẩm khanh say sống, ở trên thuyền còn ăn không vô bao nhiêu đồ ăn, chính là nằm hai ngày, cũng vẫn là bệnh siêu vẹo vẹo, cả người còn nằm không thoải mái. Nữ nhi tri kỷ, trong lòng thẩm khanh tất nhiên là cực kỳ thoải mái. Được rồi, ngươi cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi nhìn mồ hôi trên trán con gái thẩm khanh cầm khăn tay lau đi vạn cẩn lan cũng không ngại nóng dựa vào nàng nương phải nhanh khỏe lên nữ nhi mới có thể yên tâm thẩm khanh có chút bất đắc dĩ sắp đến lúc lập gia đình rồi còn chưa ổn trọng một chút vạn cẩn lan giống như tiểu đại nhân thở dài một hơi lập gia đình có cái gì tốt đến một nơi xa lạ để điều hành một mối quan hệ xa lạ trong đại viện cửa cao một đại gia đình sinh hoạt cùng một chỗ chính là như trấn quốc công phủ, thoạt nhìn gió êm sóng lặng, bên trong cũng có không ít khúc mắt. Như Khang Bình huyện chủ như vậy, lúc trước thuộc về thấp gã, còn không phải rơi vào cái bị người lừa gạt 20 năm kết cục, chính là muốn trả thù, còn phải bận tâm hài tử. Chỉ là ngẫm lại đã nghẹn khuất. Nhưng cô nương đến tuổi đều sẽ lập gia đình, nàng cũng không thể ngoại lệ. Nhưng tương lai phải gả cho một người như thế nào, nàng cũng còn chưa nghĩ tới, bởi vì nàng luôn cảm thấy lập gia đình cách nàng còn rất xa. Trở lại khoang hành khách của mình, đang chuẩn bị lên giường, chợt nghe thấy bên ngoài thuyền cách đó không xa truyền đến thanh âm hỗn loạn. Nàng mặc quần áo, ra khỏi khoang hành khách, lên bông tàu. Cách đó không xa, một chiếc thuyền bốc cháy, chiếu đỏ cả mặt sông. Vạn Cẩn Lan nhìn, kinh hô. Trên chiếc thuyền kia có phải đoàn người huyện chủ Khang Bình hay không? Bẩm cô nương, đúng vậy mau thay đổi, trở về cứu người. Cũng không biết Khang Bình huyện chủ có thể hay không nước, nếu là vì tránh lửa rơi vào trong nước, lại có thể kiên trì bao lâu. Cô nương, cô về khoan thuyền trốn trước đi, có thủy phỉ. Thủ lĩnh phủ binh lão trương cất giọng nói. Vạn Cẩn Lan chăm chú liếc mắt một cái, chiếc thuyền vạn gia bao phía sau chuyên dùng để thả hàng hóa kia bò lên không ít hắc y nhân thân thủ linh hoạt. Lúc trước lúc ở trạm dịch, Hộ tống hai mẹ con từ Tây Nam hồi kinh không nhiều lắm có gần trăm hộ vệ. Thế đạo này cũng chính là nhìn an ổn, trên quan đạo đều có thể xuất hiện sơn phỉ. Nhất là đoạn đường Tây Nam kia, sơn dân chủng tộc rất nhiều, không ít người làm chuyện đã gia cướp của. Ngày hôm đó đem tất cả hàng hóa đều đưa lên thuyền, hộ vệ chỉ để lại hơn 30 người. Vạn Cẩn Lan còn nghĩ, cách kinh đô cũng gần như vậy, cũng chỉ có đường thủy mấy ngày, phía Nam vị thủy chính là kinh đô. Bến tàu gần nhất cách kinh cũng chỉ hơn 20 dặm, dưới chân thiên tử còn có thể nháo thủy phỉ. Thẩm Khanh sau khi nghe được động tĩnh cũng đi ra, nhìn thấy cảnh tượng phía sau, mặt mày nhíu chặt. Thủy phỉ nhân số xa so với các nàng tưởng tượng muốn nhiều hơn, nhưng trấn quốc công phủ hộ vệ cũng không phải ăn chay, mỗi cái đều là đã ra chiến trường binh. Hai phe nhân mã ở trên thuyền phía sau đổ máu, còn có cá lọc lưới lên thuyền này, lão Trương cùng hộ vệ còn lại đều thua chỉ kém em vạn cẩn lan thấy tình huống nguy cấp cũng bất chấp thẩm khanh dặn dò ngày thường một nắm đấm nhanh như tia chớp đánh vào mặt người áo đen đánh úp lại hắc y nhân vốn không đem nàng để ở trong lòng một quyền của tiểu nương tử yếu đuối có thể đau bao nhiêu nhưng mà nắm đấm hạ xuống về sau hắn ngửa mặt ngã xuống chỉ cảm thấy mặt cũng không phải của mình xuân đào hét lớn một tiếng tiểu thư tiếp theo vạn cẩn lan vương tay móc một cái nhận lấy trường mâu ném về phía nàng nàng không thích đùa dẫn loại vũ khí nhẹ đầu này đối với khí lực của nàng mà nói đồ chơi này ít nhiều có chút không thích hợp xuân đào bảo vệ tốt phu nhân xuân đào vang dội đáp một tiếng thẩm khanh thân thể mặc dù nhu nhược nhưng đi qua biên quan gặp qua máu gặp qua tràn diện lớn cảnh tượng trước mắt ngược lại không đến mức dọa đến nàng nhưng cô nương nhà mình than ôi May mắn đây là ở trên vị thủy, không có người khác nhìn thấy nàng bộ dạng hổ này. Thẩm Khanh trong lòng loạn hỏng bét, nhìn vũ khí cùng đi đứng của con gái cùng dùng, chọn lật một cái lại một cái. Thẩm Khanh lo lắng nhân thủ không đủ, lỡ Cẩn Lan xảy ra chuyện gì thì sao? Nàng lại lo lắng, ngày sau trở về kinh, nếu lại xuất hiện tình huống đột phát gì, Cẩn Lan sẽ lại không quan tâm sông lên như vậy. Cho dù là tướng môn hổ nữ, cũng không hổ như nàng còn lập gia đình thế nào đây? Đều tại phu quân cùng công phụ, dạy nàng những này võ phu đồ vật. Hết chương này. Chương 4 Tệ Vương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Tề Vương trong lòng thẩm khanh cực kỳ lo lắng, trong đầu nghĩ loạn thất bát tao, Thủy Văn cô tinh mắt nhìn thấy trong sương mù trên mặt sông có bóng dáng một chiếc thuyền lớn như ẩn như hiện, không, giống như không chỉ một chiếc. Phu nhân, người mau nhìn cũng không biết người tới là địch hay là bạn thuyền chậm rãi đến gần thẩm khanh hiếp mắt nhìn chỉ thấy trên bông thuyền lớn một đạo thân ảnh màu xanh ngọc ở trong sương mù như ẩn như hiện một thân khí độ kia ngược lại rất giống một người theo tầm nhìn tăng cao thân ảnh như ẩn như hiện khiến thẩm khanh xác định người tới trong lòng nàng cảm thấy may mắn cũng may hẳn là không cùng một phe với thủy phỉ trong chốc lát vạn cẩn lan đã nhảy lên chiếc thuyền phía sau thủy phỉ đều lên thuyền, thân thủ đều không tầm thường. Muốn nói kinh nghiệm thực chiến đao thật súng thật, vạn cẩn lan thật đúng là không có nhiều lắm. Cảnh tượng trước mắt này là chiến đấu lớn nhất mà nàng từng trải qua. Ở Tây Nam lúc, giữa các bộ tộc phát sinh chiến loạn, cha hắn căn bản sẽ không để cho nàng một nữ nhi nhà ra chiến trường. Về phần nàng vì sao có một thân công phu này, vẫn là bởi vì trấn quốc công phủ tổ truyền cự lực, huyết mạch nàng khi còn bé liền có một thân quái lực, tổ phụ thấy nàng cái đầu nho nhỏ liền có thể dễ dàng dơ lên một khối 30 cân tảng đá, có thể nói là vạn phần khiếp sợ. Trong thế hệ trấn quốc công phủ, cũng chỉ có đại ca vạn mộ hành và nàng có một thân quái lực. Tổ phụ nghĩ, luyện một đứa bé cũng là luyện, hai đứa cũng là luyện. Vì thế nàng còn nhỏ liền học được đánh quyền. Nhưng nữ oa cùng nam oa luyện võ, cường độ khẳng định vẫn có khác nhau, chính nàng tuy rằng cũng vui vẻ, còn coi như chăm chỉ, nhưng vẫn đánh không lại đại ca nàng, phải nói còn kém xa. So sánh với thư sinh văn nhược bình thường, nàng tự tin có thể chiếm lĩnh thượng phong tuyệt đối. Chính là so sánh với những thủy phỉ thân thủ linh mẫn ra tay tàn nhẫn này, bởi vì nàng một thân quái lực, hơn nửa dáng người nhanh nhẹn, cũng còn có thể thành thạo. Bởi vì luyện võ, nàng thân thể từ nhỏ đã tốt, cường tráng cùng tiểu ngưu ngé con một dạng, hai năm nay dài rút dây rồi, cái cũng cao không ít, ngược lại là không giống mẫu thân thẩm khanh lo lắng như vậy không có cái nữ nhi nhà dáng vẻ cứu mạng cứu mạng trong nước sông ngô diệp đang chìm nổi trong nước trên mặt đen thui cô phân biệt một lát mới phân biệt được mắt người nhìn sẽ không được vạn cẩn lan nhìn xung quanh một vòng nhặt lên một sợi dây thừng từ bông tàu nhặt lên một tấm ván gỗ cột ở đầu kia lập tức ném xuống nước ngô công tử nhận được rồi Lúc này Ngô Diệp ở trong nước đều sắp bị nước sặc, ánh mắt bị lửa hung đến bây giờ còn chưa bình phục lại, một mực trơi lệ, dựa vào bản năng cầu sinh mượn dư quan bắt được tấm ván gỗ dính vết máu loan lỗ. Lúc này hai nam tử áo đen cầm kiếm đánh úp về phía vạn cẩn lan, vạn cẩn lan chân đạp mép thuyền, một cước đem một người đá bay, lập tức cùng một nam tử áo đen khác đánh nhau. Ngô Diệp trong nước liền thảm, vạn cẩn lan ở trên thuyền nhích tới nhích lui, dây thừng tự nhiên cũng bị cô kéo tới kéo lui, ngô diệp cầm tấm ván gỗ có lúc sẽ đột nhiên bị kéo đi tới bị dọa đến kinh hồn bạc vía cũng may hắn cũng không ngốc đến thuyền theo phía trước lúc liền cầm lấy đáy thuyền điểm tựa bất quá lúc này hắn còn không có quên mẫu thân ruột thịt của mình khang bình huyện chủ vạn cô nương mẫu thân ta bị tặc tử làm bị thương rơi xuống sông hiện tại cũng không biết bị dòng nước cuốn đi đâu lúc trước ngô diệp thấy mẫu thân trúng một đao rơi xuống sông lòng nóng như lửa đốt không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống sau khi xuống nước mới kịp phản ứng hắn căn bản không biết bơi còn thiếu chút nữa đem chính mình cũng nói ra ngoài vạn cẩn lan nhìn quanh một vòng chiếc thuyền khang bình huyện chủ đang ngồi lửa rất lớn cách bên này cũng có chút khoảng cách trong nước xung quanh có không ít người ở trong đó hoặc đạp nước hoặc sắp chìm xuống bên này trên hai chiếc thuyền cũng loạn hỏng bét tiếng hô đánh kêu dết tiếng binh khí giao chiến nếu muốn nhanh chóng tìm được huyện chủ Khang Bình, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Lan Nương Thanh âm lo lắng của Thẩm Khanh nàng rất dễ dàng bắt được, nàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Khanh, mới phát hiện chiếc thuyền dưới chân này cách Thẩm Khanh càng ngày càng xa. Hiển nhiên đây là bút tích của thủy phỉ. Sương chiều nặng nề, trên mặt nước sương mù dày đặc, một chiếc thuyền lớn xuất hiện sau, lại xuất hiện bốn chiếc hơi nhỏ chút quan thuyền, đem chiếc thuyền này bao vây cái triệt để huấn luyện nghiêm chỉnh thủy quân lên thuyền sau lại bắt đầu một vòng mới đại hỗn chiến thủy phỉ thấy chạy không có cửa nhào nhào bỏ thuyền nhảy xuống nước mà chạy thủy quân cũng hô hô xuống nước tiêu vĩ một thân cẩm bào màu xanh trác nhiên đứng ở trên thuyền thấy được vạn cẩn lan cách đó không xa trong nước đang lao lực đẩy một nữ tử hắn nghiêng đầu nói với thủ hạ tìm một sợi dây thừng lại đây lấy một cái ghế con đợi thì vệ đem đồ đạc đều lấy ra tiêu lệ đem ghế con cột ở đầu dây thừng kia lập tức dùng sức ném ra ngoài ghế con đập vào trong nước cách vạn cẩn lan không xa bắn tung tóe mặt nàng nàng ngước mắt vừa vặn đối diện với ánh mắt ôn hòa mang theo đạm mạc của tiêu phong hiện tại cũng không phải lúc so đo bị bắn tung tóe mặt nước huống hồ người ta cũng là hảo tâm cứu nàng khang bình huyện chủ đều tức giận như tơ tầm lúc này nàng bắt được một đầu dây thừng bị dẫn tới bên cạnh thuyền lớn Bên kia dưới thuyền lớn, Ngô Diệp còn lôi kéo bên cạnh thuyền nhìn thấy một màn này là vẻ mặt mơ hồ. Hắn có nên nói một câu, vì đại nhân và vạn cô nương trên thuyền lớn này thật sự là tâm linh tương thông. Làm việc đều giống nhau. Thấy mẹ mình được tìm về, Ngô Diệp không biết bơi hận không thể cắm cánh bay qua xem huyện chủ Khang Bình thế nào. Thủy quân tiêu vĩ mang đến đuổi theo thủy phỉ, trên thuyền lớn chỉ có lát đác vài người. Vạn Cẩn Lan kéo huyện chủ Khang Bình lên thuyền, thấy không có ai, mới yên lòng. Tiêu Kỳ vốn là một người tri lễ, còn không biết từ đâu biến ra cho nàng hai cái áo choàng, vừa lên thuyền, nàng liền đem mình cùng huyện chủ Khang Bình bọc lại. Đa tạ vương gia, không biết trên thuyền có y sư hay không, huyện chủ bị thương, lại rơi nước, cần nhanh chóng trị liệu. Vạn Cẩn Lang mặc dù đi Tây Nam hai năm, nhưng đối với vị tệ vương tiêu vĩ hiển lộ rõ thanh tuyển uy nghi này vẫn có ấn tượng sâu sắc. Tiêu Kỳ không nghĩ tới, vì tiểu nương tử trẻ tuổi ngây thơ trước mắt này lại nhận ra hắn. Hắn hơi nhướng mày, tinh tế đánh giá một lát, ánh mắt khắc chế hữu lễ chỉ ở trên cổ, thanh âm phun ra như kim thạch kích ngọc, cuối lời mang theo chút không xác định. Vạn gia Cẩn Lan Nghe hắn đọc ra tên mình, vạn Cẩn Lan lại có vài phần thụ sủng nhược kinh. Vương gia có nhãn lực tốt, là ta. Tiêu phong khẽ gật đầu, trên thuyền có y sư, ta cho người dẫn ngươi đi cô ruột của vạn cẩn lan là quý phi trong cung an dương công chúa do quý phi sinh ra có quan hệ rất tốt với nàng nàng trước kia cũng từng ra vào cung đình cùng tề vương tiêu lệ tất nhiên là gặp qua bất quá cũng chưa từng nói qua mấy câu dù sao còn kém bối phận cùng tuổi tác hôm nay xảy ra chuyện không hiểu sao đám thủy phỉ này quả thực to gan lớn mật đoạn thủy vực này cách kinh thành cũng chỉ một ngày kinh thành ở bình nguyên quan trung theo nàng được biết trên vị thủy có ba cây cầu lớn, hai bên bờ vị thủy còn có thủy quân canh giữ, thủy phỉ là đầu óc không tốt mới ở trên mảnh thủy vực này buôn bán giết người cướp của đi. Hết chương này. Chương 5 Công Phủ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Công phủ đầu thủy phỉ có tốt hay không khiến vạn cẩn lan đã không rảnh để ý. Lúc này sau khi tắm rửa, vạn cẩn lan đang bị thẩm khanh răng dậy. Mẫu thân, còn không phải không sao sao, tức giận hại thân, người còn tiếp tục tức giận, con còn đau lòng. Vạn Cẩn Lan còn cố gắng dùng bộ dạng bình thường dỗ dành mẫu thân, nhưng mà hôm nay Thẩm Khanh thật sự muốn giáo huấn nàng, mặt vẫn căng thẳng thật chặt. Ngươi cho rằng ngươi biết chút công phu mèo tam giác liền có thể lần lượt toàn thân trở ra. Vạn Cẩn Lan trong lòng phản bác, cho dù nàng quả thật không bằng đại huynh nàng, nhưng một người đánh ba năm tam huynh vẫn không có vấn đề gì, hôm nay nàng không phải toàn thân trở ra sao ngoại trừ trên người có chút dấu vết xanh xanh tím tím thoạt nhìn đáng sợ trên thực tế cũng chỉ như vậy cũng không bị thương đến chỗ yếu hại mẹ con sai rồi con ở đây cũng không dám sau này nhất định nghe lời nàng cầm lấy tay áo thẩm khanh làm nũng thẩm khanh thấy nàng nhìn như thái độ thành khẩn nhận sai trong mắt đều là không cho là đúng lại càng tức giận không chỗ phát tiết cô nương gia không có bộ dáng cô nương gia tối nay nháo thủy phỉ nàng cũng dám dũng mảnh bẹp bẹp xông về phía trước nếu thật sự xảy ra chuyện phải làm sao bây giờ cho dù trừ bạo an lương cũng không cần một cô nương như nàng phu nhân tề vương đến muốn hỏi chuyện thủy phỉ thẩm khanh thở ra một hơi buồn bực bằng phẳng hô hấp liếc vạn cẩn lan một cái không nói chuyện liền đi ra ngoài lúc này vạn cẩn lan mới cảm thấy không xong mẹ hình như thật sự tức giận Xuân Tẩu bưng chén thuốc nóng vào khoang hành khách, tiểu thư uống xong mau đi ngủ, tỳ nữ đẩy thêm chút dầu thuốc cho ngài, ngày mai chắc chắn sẽ không có gì đáng ngại. Vạn Cẩn Lan đối với thân thể của mình biết rõ, chính là không uống, ngày mai như thường sinh long hoặc hổ, bất quá lúc này nàng vẫn an phận uống cạn, dù sao mẹ nàng nhất định sẽ hỏi đến. Chủ nhân trên thuyền là hai mẹ con Thẩm Khanh và Vạn Cẩn Lan, Tề Vương điều tra chuyện thủy phỉ, liền không phái thủ hạ đến, mà là tự mình đến cũng không vào khoang khách mà là trực tiếp ở trên bông tàu. Thẩm Khanh đầu tiên là đối với Tiêu Kỳ nói cảm ơn, sau lại hỏi thăm tình huống huyện chủ Khang Bình, đợi biết được huyện chủ Khang Bình nổi lên sốt cao, lông mày liền nhíu lại. Đợi hỏi xong tất cả tình huống, Tiêu Lệ nói: "Chuyện thủy phỉ liên quan trọng đại, đợi ngày mai về kinh, bổn vương còn có thể cho người đi hỏi nhị tiểu thư phủ thượng." Thẩm Khanh thông tình đạt lý gật đầu. Nói chuyện xong, Tiêu Kỳ cũng không nhận được tin tức đặc biệt hữu dụng gì. Hai thuyền chạy song song, ở giữa dựng một tấm ván gỗ, nước sông sóng lớn, Tiêu Kỳ một thân thanh y bình tĩnh thông dông từ trên tấm ván gỗ trở lại một chiếc thuyền khác. Giang hoặc bẩm báo. Chủ tử, lúc ngài qua bên kia, huyện chủ khang bình tĩnh, nàng nói, thủy phỉ kia đi về phía nàng, nàng hoài nghi là ngô thủ nhân mua chuột thủy phỉ. Nghe tin tức này, người của Tiêu Phong đều dừng lại hắn tại sao lại xuất hiện ở vị thủy phía trên, đó là bởi vì nửa tháng trước, tại vị thủy trên ném đi một nhóm quan ngân, có 50 vạn lượng khổng lồ. Hoàng đế tức giận, đem việc tìm quan ngân bắt được đầu sỏ gây nên giao cho hắn. Trên vị thủy, cùng hai bờ vị thủy khu vực, hắn mấy ngày nay không ngày không đêm tại truy tra, có chút manh mối, khóa chặt mảnh khu vực này. Hôm nay vừa đến nơi, liền thấy trên mặt nước nổi lên lửa hắn vốn tưởng rằng là đám người cướp bóc quan ngân kia. Nhưng huyện chủ Khang Bình vì sao nói là ngô thủ nhân? Chẳng lẽ ngô thủ nhân cùng những người cướp bóc quan ngân có cái gì lui tới hay sao? Án này càng tra, càng khó bề phân biệt, hắn càng cảm thấy người tham dự trong đó liên lụy rất trọng. Qua trưa hôm sau, thuyền dừng ở bến tàu cách Kinh Đô chỉ có 20 dặm. Trấn quốc công phủ tất nhiên có người tới đón, vạn cẩn lan thành thật đi theo thẩm khanh. Lâm Giang quận Vương Phủ cũng có phái người tới đón hai mẹ con huyện chủ Khang Bình. Huyện chủ Khang Bình sốt cao đã hạ, ngược lại không có lo lắng về tính mạng, bất quá người còn suy yếu, lần này sau khi bị thương rơi xuống nước, khó tránh khỏi nguyên khí đại thương, cần phải sinh dưỡng chút thời gian. Cách hai năm, lần nữa nhìn thấy đại môn màu đỏ thắm của trấn quốc công phủ, sư tử đã dựng trước cửa, vạn cẩn lan cảm thấy thân thiết bội phần. Tuy nói ở Tây Nam, trong phủ có phụ thân mẫu thân cùng đại huynh, nhưng ở kinh thành công phủ bên trong có tổ phụ tổ mẫu, còn có tam huynh cùng những phòng khác huynh để tỉ muội. Trấn quốc công đời thứ nhất là đi theo thái tổ giành thiên hạ, là lúc lấy công thành luận công ban thưởng, thái tổ liền thưởng một tòa trạch viện vương phủ tiền triều. Trạch viện chiếm diện tích cực rộng, lúc vừa thưởng thức bên trong tuy có vài phần nghèo túng, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, sửa chữa sửa chữa, hiện giờ thoạt nhìn là vừa khí phái lại có nội tình. Bất quá thái tổ phụ của vạn cẩn lan không ngốc, đều nói công cao cái chủ, năm đó phụ thân hắn là dựa vào quân công có được tòa nhà, hiện giờ trấn quốc công phủ đã trở thành tướng môn thế gia số một số hai của đại ngụy, nên kiên kỵ vẫn là phải kiên kỵ một chút. Vương phủ quy chế tòa nhà, bọn họ công phủ vẫn ở, làm sao có thể không gây chú ý? Là ở đời thái tổ phụ, phân gia, một trạch viện lớn như vậy liền chia làm hai, lại tu sửa chỉnh tề thành hai cái sân một lớn một nhỏ tiểu nhân kia sau khi tu chỉnh mở rộng cũng là một đại trạch ngũ tiếng, phân cho đích đệ của thái tổ phụ vạn cẩn lan hiện giờ treo bản hiệu trấn quốc công phủ là do đích mạch thái tổ phụ ở kiến trúc các nơi của công phủ đều thể hiện rõ ý tưởng sáng tạo núi đá cỏ cây cùng các trạch viện kết hợp mặc dù không có xinh đẹp tuyệt trần của lâm viên dương châu nhưng đại khí hoa mỹ vừa có võ tướng thế gia thô kệch lại có nội tình trăm năm thế gia vạn tri cảnh biết hôm nay mẫu thân và mùi mùi trở về vừa vặn hôm nay quốc tử dám nghỉ ngơi sáng sớm đã chờ ở cửa đi dưới hành lang nói chuyện với vạn cẩn lan miệng cũng không rảnh đại thọ tổ phụ phụ thân sao không cùng mẫu thân mùi mùi trở về mũi vạn tri cảnh giật giật mùi mùi trên người mùi sao lại có mùi thuốc vậy thẩm khanh như cười như không liếc mắt nhìn vạn cẩn lan tức giận nói mùi mùi ngươi uy phong đêm qua náo loạn thủy phỉ nàng ngược lại tốt không trốn đi còn dơ nắm đấm lên vạn tri cảnh ta một tiếng lập tức nói thời gian trước trên mặt nước mất một nhóm quan ngân ồn ào huyên náo trên vị thủy ứng mỗi ngày đều có thủy quân tuần tra làm sao còn có thủy phỉ mùi mùi có bị thương không có quan trọng không vạn tri cảnh nói nhiều vạn cẩn lan cũng không ngại phiền ngược lại còn có vài phần hưởng thụ đại huynh ổn trọng mặc dù cũng yêu thương nàng nhưng không giống tam huynh như vậy có thể cùng nàng nói đến cùng nhau chơi đùa ta không sao ngươi xem ta hành động tự nhiên trên người không có một chút thương tích huynh trưởng không cần lo lắng vạn tri cảnh khen mùi mùi thật lợi hại thẩm khanh hừ lạnh một tiếng hai huynh mùi đồng thời ngượng ngùng đi qua cửa nguyệt động liền đến sân của lão công gia và lão phu nhân trong cẩm xuân đường nhị thẩm tam thẩm đều ở đây còn có hài tử hai phòng. Đại phòng nhị phòng tam phòng đều là lão phu nhân đích xuất, lão công gia sẽ không nạp thiếp, cũng không có thứ tử thứ nữ, liền lão phu nhân sinh ba trai một gái, nữ nhi là quý phi trong cung. Có thể nói lão phu nhân là cực kỳ có phúc khí, trong kinh hâm mộ phu nhân của nàng không biết bao nhiêu. Hết chương này. Chương 6 Mộng tốt các Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 mộng đẹp các dương châu thành. Trong mộng hảo các, trong màn lụa đỏ kiều diễm một nữ tử sắc mặt mềm mại nhắm chặt hai mắt, đầu đầy mồ hôi lạnh, trong miệng nói mớ cái gì đó, sau một lúc lâu, nàng dãy dụ ngồi dậy. Mộng hảo các ban đêm đèn đỏ không ngừng tiếng nhạc trúc liên miên không dứt lúc này là thời điểm mỗi ngày yên tĩnh nhất, các cô nương trong các bận rộn sống đến sau nửa đêm mới đều nghỉ ngơi. Vạn thu vũ há to miệng thở hỗn hỉnh, sau khi bình phục thần sắc tan thương nhìn hết thảy trước mắt mạc sinh lại có chút quen thuộc. Yên liễu cô nương, ngươi xem như đã tỉnh. Một tiểu nha đầu trên mặt có vết bớt nâng vạn thu vũ dậy, lại trấn an nói. Cô nương cũng đừng tức giận với hồng ma ma, nàng một lòng đem cô nương chế tạo thành đầu bài, đều là vì tốt cho ngươi. Ngày sau thanh danh đã có, bất kể là ngươi tự tích góp đủ bạc chuột thân, hay là gã đến phủ quan viên hoặc phú thương nào, đều là nơi tốt để đi. Tiền đồ của cô nương rất tươi sáng, không giống tư sắc như ta cả đời đều là hầu hạ người khác tiểu nha đầu từ nhỏ ở trong mộng hảo cát đã quen nhìn đầu bài trong các cùng các cô nương đang nổi tiếng trải qua cuộc sống tiêu tiện như nước như thế nào loại người như nàng từ nhỏ sinh ra trong mộng hảo cát là tiện tịch tự nhiên không có nơi nào khác bởi vì diện mạo có khuyết điểm chỉ có thể làm những việc hầu hạ người này giống như yên liễu cô nương dáng dấp kiều kiều sợ hãi màu da trắng loãng dáng người hạng nhất nàng hâm mộ cũng hâm mộ không được đương nhiên nếu có thể thoát khỏi tiện tịch nàng sẽ không hâm mộ yên liễu cô nương đâu vạn thu vũ lần nữa nghe được xưng hô kiên liễu dường như đã qua mấy đời nàng nhìn hết thảy trước mắt thân thể suy yếu xuống giường cầm lấy gương đồng trên bàn nhìn nữ tử tuổi đậu khấu trong gương đồng tử mâu nhiên phóng đại nàng dùng sức bóp bóp cánh tay trên thịt đau nhưng trước mắt cảnh tượng nhưng không có biến mất chẳng lẽ trước mắt đây hết thảy đều là thật. Nhưng nàng trước khi chết cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, Thái hậu ban thưởng nàng rượu độc, cung nhân ép buộc nàng uống vào, nàng trọn vẹn đau nửa canh giờ. Cảm giác ngủ tạng đều xoắn cùng một chỗ, hiện tại phản phất còn chưa biến mất. Nha đầu trước mắt nàng nhớ mang máng là gọi Tiểu Hạnh. Tiểu Hạnh, bây giờ là năm nào? Tiểu Hạnh giật mình sửng sốt, chẳng lẽ yên liễu cô nương sốt hồ đồ hay sao? năm nay là năm kiến an thứ 18, hôm nay là 20 tháng 7. Vạn thu vũ xinh đẹp tuyệt trần khóa chặt, đau đầu muốn nứt ra, phất tay nói. Người đi ra ngoài trước, ta nằm thêm một lát. Tiểu hạnh ta, một tiếng chu miệng ra cửa. Vạn thu vũ ngồi ở trước cửa sổ, nhìn khuê phòng của nàng trong mộng hảo cát, một màn ngày xưa, vui buồn lẫn lộn, lấy tay che mặt, không tiếng động khóc trống. Hiện giờ nàng còn đang ở trong mộng hảo cát, không bị hồng ma ma bán đấu giá, không trở thành hoa khôi của mộng hảo các đệ nhất thanh lâu dương châu, không tiến vào phủ đệ của quan lão gia đã hơn 60 tuổi làm tiểu thiếp, càng không trằn trọc tiến cung trở thành công cụ cố sủng của vạn hoàng hậu. Bị bắt cóc nhiều năm, chua sót trong đó chỉ có chính nàng biết. Hiện giờ, hết thảy đều còn kịp, nàng còn có thể trở về công phủ tiểu thư trong sạch, hơn nữa vì chính mình liều một phen tiền độ, đem nàng từ phía trước làm rối gỗ tuyến đích tỷ cùng công phủ dẫm ở dưới chân nếu ông trời cho nàng sống lại một lần cơ hội nàng liền muốn bằng vào sống lâu một đời kinh nghiệm để cho mình đứng ở chỗ cao lại không bị người khi dễ nàng mơ hồ nhớ lại chuyện đã xảy ra trong mộng hảo cát hồng mụ mụ cảm thấy nàng bị dạy dỗ kém không nhiều lắm liền muốn đem thanh danh của nàng đánh ra ngoài lần đầu dễ bán cái giá tốt hồng ma ma ngay cả đem nàng lần đầu tiên bán cho ai cũng nghĩ kỹ là một quan lão gia tuổi có thể làm tổ phụ nàng điều này nàng sao có thể nguyện ý. Cho nên mấy ngày nay nàng cũng không phối hợp. Hồng mụ mụ vì để cho nàng thành thật, liền nghĩ biện pháp tham khảo ý kiến nàng, để cho nàng khuất phục. Liền với sim y giặt sạch mấy ngày, mỗi ngày còn ăn không đủ no, thân thể nuông chiều này của nàng xem như không chịu nổi. Nàng mặc dù bị bán vào mộng hảo cát, nhưng nàng từ nhỏ chính là mỹ nhân phôi, hồng ma ma đối với giáo dưỡng của nàng cũng thập phần để ý. Cuộc sống của nàng, cùng tiểu hành chi lưu xem như khác nhau một trời một vực nhưng nàng vốn là tiểu thư nghiêm túc của công phủ dựa vào cái gì phải chịu những thứ này nàng nhớ rõ mùa đông năm nay sinh nhật thẩm lão gia phủ vĩnh xương bá trấn quốc công phu nhân cùng mùi mùi tốt của nàng cũng sẽ đi cách này còn có ước chừng nửa năm nàng phải nghĩ biện pháp bỏ đi hồng ma ma ý nghĩ hơn nữa bảo trụ thanh danh của mình sạch sẽ hội công phủ làm chính thức công phủ tiểu thư trấn quốc công phủ trong cẩm xuân đường náo nhiệt tan cuộc. Vạn Cẩn Lan trở về nghi lan viện xa cách đã lâu, đem đồ đạc mang về từ Tây Nam đặt ở trong phòng. Nửa buổi chiều, nàng lại bị lão công gia gọi đến diễn võ trường trong công phủ. Vạn Cẩn Lan biết, tổ phụ lại ngứa tay. Đến diễn võ trường, liền nhìn thấy tổ phụ đang vung một thanh trường đao trạm kim uy vũ sinh phong. Hơn 60 tuổi, bước chân vẫn vững vàng mà có lực như cũ, ánh mắt sáng ngời hữu thần. Vạn Cẩn Lan thành thật ngồi ở chỗ trăm mát nhìn tổ phụ khoa tay múa chân, chờ sau khi kết thúc, chân chó vỗ vỗ tay. Tốt. Tư thế oai hùng của tổ phụ không giảm năm đó. Lão quốc công hừ nhẹ một tiếng. Hắn gọi cháu gái lại đây, là cùng hắn khoa tay múa chân, không phải xem hắn biểu diễn. Nha đầu này, sao còn chưa lên đường trước đây? Vạn Cẩn Lan làm sao xem không hiểu biểu tình của tổ phụ. Thời tiết nóng như vậy, hơi nhúc nhích một chút liền là một thân mồ hôi đêm qua mới gặp một đợt thủy phỉ mẫu thân nói ta lỗ mãn câu nệ ta đây gần đây cũng không thể lại động những binh khí này cô giải thích một chút hắn hiểu rõ tổ phụ bất quá là cởi giáp ở nhà tịch mịch hoảng hốt tiểu bối trong nhà đi khoa cử lộ không cầm binh khí cầm binh khí ở tây nam cũng không có người cùng hắn luyện tập nàng nói như thế tổ phụ cũng không cảm thấy mẫu thân nàng nhiều chuyện tổ mẫu nàng xuất thân văn thần thế gia, ngoài trừ mẫu thân nàng xuất thân thương hộ, nhị thẩm tam thẩm không có một ai xuất thân tướng môn. Nàng là một nữ hoa, trời sinh lực lượng khổng lồ, tổ phụ dạy nàng tập võ, tổ mẫu cũng không phải hoàn toàn ủng hộ. Tổ mẫu thường nói, nữ tử nên dịu dàng hiền thục, cũng phải đọc chút sách, mới có thể hiểu lý lẽ, có tầm mắt, gã đến nhà người khác mới có thể các mặt đều chu đáo. Đối với bản lĩnh võ tướng nên học, tự có nam đinh trong phủ kế thừa nàng một nữ hoa nên có bộ dáng nữ hoa mẫu thân nàng thân là con dâu tự nhiên là nghe lời tổ mẫu vạn cẩn lan nghe mẫu thân nàng nói qua tổ mẫu vì sao đối với nàng luyện võ không vui tổ mẫu lúc còn trẻ gã vào phủ quốc công nội tình phủ quốc công so với các thế gia đại tộc khác kém không phải một chút nửa điểm phủ công tuy có quân công nhưng cũng không được các huân quý nội tình thâm hậu khác chào đón sau lưng mắng vạn gia vô não mãn phu cũng không ít qua nhiều năm như vậy sự dạy dỗ của tổ mẫu đối với con cháu trong phủ đó là chưa từng buông lỏng trước khi đi tây nam nàng ở trong phủ cũng là quy củ cũ thời gian luyện võ vẫn còn tính toán hôm nay đã trở lại những ngày tốt lành ở tây nam cũng đã kết thúc qua nhiều năm như vậy tổ phụ làm sao có thể không biết lão thê của mình dạy dỗ con cháu như thế nào ước thúc con dâu cùng cháu gái là trong lòng cũng không có cảm xúc gì khác. Hết chương này. Chương 7 Hôn sự Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 Hôn nhân lão công gia vạn thịnh tâm tình sa sút từ khi hắn cởi giáp tới nay, tước vị trên người truyền cho đích trưởng tử, chức quan có thực quyền cũng từ chức, hiện giờ ở trong triều treo hư chức, người là thanh nhàn nhưng quả thực là rất nhàm chán hiện giờ trong phủ ngay cả người có thể động thủ với hắn cũng không có, ngày hôm nay thật sự là tịch mịch như đêm dài. Người nói đêm qua gặp thủy phỉ. Vạn Cẩn Lan gật đầu, lập tức kể lại chuyện đêm qua sinh động như thật. Lão công gia tuy rằng không cần vào triều, xem như nhàn phú tại gia, nhưng đối với một số chuyện trong triều vẫn là môn thanh. Nhìn cháu gái nói chuyện mặt mày bay lên, lúc trước tâm tình có chút sa sút cũng tốt hơn vài phần. Công gia, tam hoàng tử tới còn có người của tề vương điện hạ muốn hỏi tiểu thư về chuyện đêm qua vạn cẩn lan hành lễ với tổ phụ tổ phụ con đi một chút sẽ tới vạn thịnh gật gật đầu lúc tiêu minh hoàng đến diễn võ trường không thấy vạn cẩn lan trong lòng còn có chút kinh ngạc cô không phải nên ở chỗ này sao vạn thịnh làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt của hắn hỏi hôm nay sao lại tới đây Tiêu Minh Hoàng cung kính lại không mất đi thân cận cười nói. Nghe nói cửu mẫu cùng Lan Biểu Mùi đã trở lại, liền đưa tới chút tươi sông, ta nhớ nhị Biểu Mùi thích ăn cua, tay nằm ăn tươi sông không dễ, nhị Biểu Mùi hẳn là rất muốn. Ngươi có tâm rồi. Trên mặt vạn thịnh lộ ra chút ý cười khách sáo, khiến tâm tình Tiêu Minh Hoàng cũng tốt lên. Ngoại tổ phụ đang luyện võ, không bằng ta cùng ngài luyện một hồi. Vạn thịnh lắc đầu, lau mồ hôi trên trán, không được, lớn tuổi rồi vung một con dao dài là không chịu nổi tiêu minh hoàng nịnh nọc nói ngoại tổ nói gì ngài chinh chiến nửa đời hiện giờ thân thể vẫn cường tráng như cũ cho dù có ra chiến trường cũng có thể tiếp tục lập được chiến công hiển hách giống như ta thúc ngựa cũng không kịp vạn thịnh nghe nói như thế muốn ngoáy lỗ tai cháu gái cùng cháu ngoại tiện nghi vuốt mông ngựa cháu gái tùy tiện nói một câu hắn đều cảm thấy so với cháu ngoại tiện nghi vuốt tốt hơn cũng coi như đứa cháu ngoại tiện nghi này tự mình hiểu lấy, chỉ có hắn như vậy, cháu gái hắn một người chọn mười người. Trước đây không có ai cùng hắn luyện tập, tiện nghi ngoại tôn tự tiến cử, hai người chỉ đối chiến một phen, hắn liền thăm dò rõ ràng hắn có mấy cân mấy lượng, tiện nghi ngoại tôn hoàn toàn chính là cái gối theo hoa. Đối với thời chiến, hắn còn phải cố kỵ, vạn nhất thất thủ, đem người đánh ra tốt xấu. Quên đi, quên đi. Long tử phượng tôn hắn lại đánh không dậy nổi. Đầu kia vạn cẩn lan cùng thủ hạ của tề vương nói xong tình huống đêm qua, liền trở về nghi lan viện, thay quần áo, đi thăm mẹ ruột của mình. Thân thể thẩm khanh thật sự yếu, bữa trưa cũng không dùng. Mẹ con hai người nói chuyện, thời gian liền từ kẻ tay trong trôi qua. Sắp đến buổi tối dùng bữa, thẩm khanh vẫn đứng dậy thay quần áo, cùng vạn cẩn lan đi đến phòng khách nơi cả nhà đang dùng bữa. Trấn Quốc Công cùng Đại Huynh Vạn Cẩn Lan Vạn Mộ Hành còn có nhị thúc Vạn Phong mặc dù ở Tây Nam, nhưng hôm nay lớn nhỏ cũng nên dùng bữa cơm đoàn viên, là thẩm khanh thân thể không thoải mái, cũng vẫn chống đỡ đi ra. Huống hồ, lão phu nhân từ trước đã đối với điểm ấy thẩm khanh xuất thân thương hộ bất mãn, qua nhiều năm như vậy, quan hệ mẹ chồng nàng dâu tuy rằng hòa hoãn không ít, nhưng thẩm khanh vẫn không muốn để cho lão phu nhân cảm thấy nàng là một người nhu nhược chỉ biết mất hứng. Phong khách dùng bữa rất lớn, dùng bình phong gỗ tử đàn vẽ hoa điểu ngư trùng ngăn cách thành hai bộ phận nữ quyến ngồi trong gian nam tử ngồi bên ngoài hai bên nói chuyện đều có thể nghe rõ ràng hôm nay tiêu minh hoàng cũng ở đây lúc dùng bữa cũng không có ai nói chuyện ăn không nói ngủ không nói vốn trước đây dùng bữa đã không ai nói chuyện hôm nay lại càng đặc biệt yên tĩnh kinh thành có tám dòng nước vờn quanh mấy thứ tươi ngon này cũng không tính là hiếm lạ bình thường là có thể ăn. Vạn Cẩn Lan thích ăn gạch cua, cua trên bàn hôm nay cái đầu không nhỏ, nhưng gạch cua cũng không no đủ vì qua loa. Sau khi dùng bữa xong, Tiêu Minh Hoàng lấy lý do muốn thỉnh giáo triều sự của lão công gia đi vào thư phòng của lão công gia. Thẩm Khanh thì bị lão phu nhân gọi đi dạo vườn. Mẫu thân có chuyện muốn nói sao? Thẩm Khanh đỡ lão phu nhân ở trong vườn hoa cỏ phùng thịnh tiêu thực. Bùi gia cô nương còn chưa tới một năm nữa thủ hiếu liền kết thúc, Đại Lang cũng có thể thành hôn. Bùi gia cô nương cùng vạn mộ hành nhất định có hôn ước, không khéo chính là, hai năm trước phụ thân bùi chỉ hành đột nhiên tâm bệnh mất, lúc này mới lại kéo dài ba năm. Tri cảnh cũng không còn nhỏ, đến lúc nhìn nhau, hắn luôn nói lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình, ta thấy hắn vẫn là tâm tính trẻ con. Lão phu nhân nói vạn tri cảnh mặc dù có chút ghét bỏ hắn, nhưng trong lòng vẫn hài lòng. Thẩm thị xuất thân thương hộ, cùng dòng giỏi công phủ có thể nói là một trời một đất, lúc trước nàng vốn là trăm triệu lần không đồng ý. Nhưng thẩm lão gia kia là một người có quyết đoán lại biết nghiên cứu, lúc trước vùng Tây Bắc gặp hạn hán, là thẩm lão gia dẫn đầu quyên góp trăm vạn lượng bạc cho triều đình, triều đình tỏ vẻ ân thưởng, ban thưởng tước vị vĩnh xương bá của thẩm lão gia. Tước vị này hình như là dùng bạc mua, nhưng thương hộ như thẩm gia, triều đại ngụy cũng hiếm có. Thẩm gia nhảy lên có tước vị, đại nhi tử lại kiên trì muốn cưới thẩm thị làm vợ, nàng cũng chỉ có thể nhéo mũi nhận. Nhưng đối với thẩm thị bất mãn, cũng sẽ không bởi vì nàng vào cửa thành con dâu mà biến mất. Nhưng thẩm thị xuất thân gian nam, tính tình vốn dịu dàng nhu thuận, sau khi được nàng dạy dỗ, cũng coi như gánh vác khởi sự, cho dù nàng yêu cầu nạp thiếp cho con trai lớn, nàng cũng không làm ra chuyện nhặt chu ghen tuông, lại liên tiếp sinh hạ hai trai một gái, vạn mộ hành vi ổn trọng vạn tri cảnh ở trên sách có chút thiên phú, thẩm thị coi như biết dạy dỗ hài tử, chậm rãi, những năm gần đây, lão phu nhân đối với thẩm thị mới coi như hài lòng. Hôn sự tri cảnh cũng không vội, kỳ thi xuân sang năm kết thúc, nói sau cũng không muộn. Lão phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay thẩm khanh. Lan nương còn có hơn hai tháng nữa là tới hạn rồi. Thẩm khanh nói. Mẫu thân nếu có người xem trọng, tất nhiên là không kém. Thẩm Khanh đúng là nghĩ như thế, đại cô nương nhị phòng, gả cho người ta cũng không kém, mặc dù không phải có nhiều quyền thế, nhưng thắng ở thanh quý, trong nhà trai còn có quy củ 40 không con mới có thể nạp thiếp. Thẩm Khanh cũng hy vọng, lão phu nhân cũng có thể định cho Lan Nương một cái như vậy. Lấy dòng giỏi công phủ, nữ nhi của nàng gả đến chỗ nào cũng sẽ không chịu thiệt. Nghe Thẩm Khanh nói như thế, trong lòng lão phu nhân là thiếp, cảm thấy con dâu lớn trước sau như một biết điều thức thời. Thánh Thượng ghi tam hoàng tử vào danh nghĩa Quý Phi, liền biểu lộ sự coi trọng đối với Quý Phi và công phủ chúng ta. Lão phu nhân mặc dù không nói rõ, Thẩm Khanh lại hiểu ý của nàng. Cái này, nàng không đồng ý a. À. Hoàng tử Phi tuy rằng cao cao lại lên, nhưng nào có hoàng tử nào không nạp thiếp chỉ trong coi một người sống qua ngày. Nữ nhi của nàng, nào chịu loại ủy khuất này. Mấy năm nay trong cung hoàng hậu cùng Trần Thục Phi thế như nước với lửa, ngay cả thừa ân công phủ vương gia cùng trần gia đều đấu với gà mắt đen. Tam hoàng tử mặc dù được ghi trên danh nghĩa quý phi, nhưng mấy năm nay, vạn gia quả thực cũng không đặc biệt thân cận với tam hoàng tử, cũng không xen vào chuyện của đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Mẹ chồng đột nhiên có ý niệm này, là muốn làm cái gì? Hết chương này. Chương 8 Có trắng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 8 có tráng thẩm khanh từ sau khi cùng lão phu nhân dạo chơi trong hoa viên, cả ngày liền tâm sự nặng nề, vạn cẩn lan hỏi cũng hỏi không ra nguyên cớ, đành phải mỗi ngày cùng nàng nói chuyện chọc cười. Nàng sau khi hồi kinh chỉ nghỉ ngơi một ngày, mỗi ngày liền cùng các cô nương trong phủ tiến học. Dựa theo quy củ, sau khi nàng cập nhật cũng không cần mỗi ngày từng bước học lại những thứ này. Quý phủ mời đều là nữ phu tử, dạy cầm kỳ thư họa cùng với trà nghệ có thể dễ nghe minh mục, tu thân dưỡng tính nàng ngược lại là ngóng trông, nhanh chóng cập nhật, kết thúc loại cuộc sống này. Nửa tháng sau, Lâm Giang quận Vương Phủ đưa tới tạ lễ. Vạn Cẩn Lan ở chỗ lão phu nhân, còn nhận được một bộ mặt quý giá hồng kim hồng bảo thạch, còn nói là huyện chủ Khang Bình cố ý đặc biệt tặng cho nàng. Tuy rằng được tạ lễ, nhưng lão phu nhân vẫn bởi vì sự kiện thủy phỉ mà tiến hành thuyết giáo nàng, để cho nàng về sau ít ra mặt, theo khuôn phép cũ một chút. Vạn Cẩn Lan có thể như thế nào, tự nhiên là tốt bụng đáp ứng cũng thái độ thành khẩn nhận sai a. À. Lão phu nhân tuy rằng đem người răng dậy một phen, nhưng đối với vạn cẩn lan, cũng là yêu thương, lại từ trong hộp gỗ liêm lấy ra một đôi vòng tay ngọc dương chi cực phẩm. Vạn cẩn lan vui vẻ, nếu vạn cẩn ngọc ở tam phòng biết được nạn lén lúc lấy được một đôi vòng tay ngọc dương chi cực phẩm từ tổ mẫu, cũng không phải ghen tị đỏ mắt. Vạn cẩn lan cười hiếp mắt nói. Ta biết tổ mẫu thương ta nhất, nếu cẩn ngọc mùi mùi thấy được, cần phải nháo tổ mẫu. Vạn cẩn ngọc cũng nhỏ hơn nàng mấy ngày, liền muốn gọi nàng là tỷ tỷ, chỉ là ngẫm lại điểm ấy, nàng liền đẹp đến phát hoảng. Thẩm Khanh ngồi một bên yên tĩnh uống trà nhìn cảnh này, trong lòng thở dài một hơi. Nàng không thể hiểu được tình yêu của lão phu nhân. Đều là nữ tử, mẹ chồng nên giống như nàng, không hy vọng phu quân của mình nạp thiếp. Lão công gia chưa từng nạp thiếp, Mẹ chồng trải qua cuộc sống gì nạn đều nhìn thấy. Nhưng mẹ chồng năm đó lại nhất định phải thu xếp thiếp thất cho phu quân nàng, lại là đạo lý gì? Cô không đành lòng thì có thể làm sao bây giờ? Đơn giản phu quân mặc dù nạp thiếp, cũng chưa từng làm ra chuyện sủng thiếp diệt thê, đối với nàng trước sau như một, nhưng nàng biết, trước nạp thiếp, sau nạp thiếp là không giống nhau, ít nhất tâm tình của nàng là không giống nhau. Mẹ chồng rõ ràng tìm cho đại cô nương một gia đình tốt, vì sao đối với Cẩn Lan yêu thương nhiều năm như vậy? Công phủ đã đủ phú quý rồi, cần gì phải xen vào những chuyện đó? Nếu chỉ là lão phu nhân tình nguyện thì cũng không sao, nếu cha chồng cũng nghĩ như vậy, Thẩm Khanh chỉ nghĩ thôi, đầu đã to rồi. Mấy ngày nay Thẩm Khanh tâm tình buồn bực, nàng không cách nào phản kháng quyết định của mẹ chồng, liền đem hy vọng đều ký thác ở trên người Trấn Quốc Công. Lão công gia 60 trọn thọ, thân là con trai Trấn Quốc Công, tất nhiên là muốn trở về, bất quá cũng phải thường tấu trải qua hoàng đế cho phép, là lấy các nàng mẹ con hai người mới sẽ sớm trở về. Ngày sinh nhật lão quốc công, trấn quốc công phủ khách đông nghịch, người vạn gia ở sát vách đều tới. Hôm nay vạn cẩn lan mặc một thân quần áo màu vàng nhạt, màu da nàng trắng nõn, mặc quần áo màu gì cũng tươi đẹp xinh đẹp, trên đầu có trân châu màu hồng nhạt lắc lư cũng dị thường hiển hiện. Loại trân châu chất lượng này cũng không dễ có được, vẫn là trước kia quý phi cô mẫu thưởng nàng một hộp nhỏ mẫu thân cầm đi làm trang sức vạn cẩn lan và vạn cẩn ngọc đi cùng một chỗ cố ý đưa cánh tay đeo vòng ngọc đến trước mặt cô cô xem đây chính là thứ tốt tổ mẫu tặng cho tôi anh không có chứ hi hi vạn cẩn ngọc hừ cười một tiếng liếc cô một cái em nhìn thật kỹ bên tai anh đây là cái gì một đôi khuyên tai mắt mèo màu xanh nhạt rơi vào lỗ tai trắng nõn của vạn cẩn ngọc chính là bởi vì vạn cẩn ngọc nhúc nhích mà nhẹ nhàng lắc lư. Ánh mặt trời rơi ở phía trên, lóe lên ánh sáng lấp lánh, dập dần như sóng nước, lắc lư hai mắt vạn cẩn lan. Vạn cẩn lan ho nhẹ một tiếng, cẩn ngọc mùi mùi, học quy cũ đi đâu rồi, nhắc nhở mùi một lần nữa, nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Dứt lời, vạn cẩn ngọc giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, xù lông. Giây lát sau, nàng cười kiển chân nhỏ giọng bên tai vạn cẩn lan, nói. Mùi mùi phải chúc mừng tỷ tỷ, sau này rất nhanh sẽ định ra hôn sự. Vạn Cẩn Lan có chút kinh ngạc, đính hôn là tất nhiên a, à, chỉ là tổ mẫu định nhà nào a, à, người như thế nào? Anh biết là ai? Cô khó tránh khỏi tò mò. Nếu Vạn Cẩn Ngọc biết, cô sẽ tức giận. Dựa vào cái gì cô sắp đính hôn, bản thân cô lại không biết. Vạn Cẩn Ngọc nào biết là ai? Chẳng qua là muốn dùng lời đính hôn làm mặt Vạn Cẩn Lan đỏ bừng nhưng vạn cẩn lan không biết xấu hổ lại còn hỏi cô là ai trở về hỏi mẫu thân ngươi ta chỉ nghe được vài ba câu từ mẫu thân ta hai người nói xong mang theo nhà đầu đi đại viện tiếp đại nữ quyến nam khách cùng nữ khách tất nhiên là tách ra bất quá ở giữa cũng chỉ cách một cây cầu nhỏ cách cây liễu cùng hồ sen cẩn thận nhìn xung quanh có thể nhìn thấy tình huống đối diện vạn tri cảnh đáp ứng yêu cầu của an dương công chúa đi gọi mùi mùi vòng qua hành lang liền nghe thấy phía sau có người kêu cứu mạng trong lòng hắn cả kinh quay đầu lại nhìn liền thấy một nữ tử xa lạ mặc quần áo màu hồng đào đang đạp nước bên này là tiểu hoa viên hậu viện không phải hồ sen ở tiền viện đãi khách bên kia làm sao có thể có khách nhân xông vào bất quá lúc này cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này hắn nhìn xung quanh trái phải không tìm được cây gậy dài tiện tay cũng không có một gã sai vặt nào đi qua đây vậy phải làm sao bây giờ Cứu mạng. Cứu mạng. Cứu mạng. Đường Tú Ninh liều mạng đạp nước, cũng không thấy vạn tri cảnh nhảy xuống cứu cô. Cô vất vả lôi kéo theo vào, không phải là muốn nhân cơ hội dựa vào anh sao. Nhưng cô thật sự sắp sặc chết, vạn tri cảnh còn ngây ngốc đứng ở bên cạnh. Thật sự không được, cô chỉ có thể tự mình đi lên sau đó tùy cơ làm việc. Cách đó không xa vạn cẩn lan cùng vạn cẩn ngọc nghe được tiếng la, liếc nhau, vội vàng mang theo nha đầu tới. Đi tới liền thấy vạn tri cảnh đang ngồi sổng xuống chuẩn bị cứu cô nương đang nhào nước kia. Vạn cẩn lan hét lớn một tiếng. Huynh trưởng đứng lên, ta tới cứu. Nàng cũng không muốn đột nhiên không rõ ràng có thêm một tẩu tử. Vạn tri cảnh không ngốc, nhưng mạng người quan trọng, hắn cũng không thể để vị cô nương này chết đuối trong hồ. Bây giờ hai vị mùi mùi đã đến, vạn tri cảnh thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhẹn đứng dậy, ngay cả nói cũng không nhiều lời, chỉ nói. Vậy ta đi trước, coi như ta chưa từng tới, hai vị mùi mùi khắc phục hậu quả đi. Đường Tú Ninh không thể tin, vị công tử này xảy ra chuyện gì. Không để ý, đường Tú Ninh sặc một ngụm nước, sau đó cô vội vàng bơi, để cơ thể đạt tới cân bằng. Vạn Cẩn Lan nhìn thấy động tác lưu loát của cô gái này, dừng bước. Cô nương nếu biết bơi, liền tự mình đi lên đi vạn cẩn ngọc quay đầu nhìn vạn cẩn lan thấy cô thề son sắc, quay đầu nhìn đường tú ninh liền có chút hoài nghi đường tú ninh thân hình cứng đờ lại sặc một ngụm nước sau khi ho khang nói vạn cô nương nói cái gì vậy ta sắp không được rồi hai vị cô nương làm ơn vang cầu các ngươi mau cứu ta lên đi giọng vạn cẩn lan lành lạnh trong ao này nuôi cá dài còn có trắng a à, a à, sau lưng anh là cái gì đường tú ninh sợ tới mức mặt trắng bệch liều mạng bơi lên bờ. Vạn Cẩn Ngọc Hết chương này. Chương 9 Nữ tử Giang Nan Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Cô gái khó khăn đường Tú Ninh nhanh chóng lên bờ, lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn về phía trong hồ, cũng không thấy một con cá dài và rắn gì đó đang bơi, nhưng hoa súng trong hồ lại khiến cô điêu linh trên mặt nước. Trong lòng nàng còn có cái gì không rõ. Người ta nhìn thấu ý đồ của cô, cố ý. Vạn Cẩn Ngọc trợn mắt khá hốc mồm, Vạn Cẩn Lan nói với Xuân Đào: "Đưa người đến phòng khách, tắm rửa cho cô nương này một hai." Lập tức nàng lại nhìn về phía Đường Tú Ninh. "Không biết cô nương là người nhà ai? Người đi ra có lẽ đã lâu, ta đi thông tri trưởng bối nhà ngươi, để trưởng bối nhà ngươi không cần lo lắng." Lúc này Đường Tú Ninh mới nghĩ mà sợ, hai mắt cô đỏ bừng quỳ xuống cho vạn cẩn lan và vạn cẩn ngọc cầu xin hai vị cô nương đừng đem chuyện này nói ra ta cũng là bất đắc dĩ kế mẫu ta muốn gả ta cho một võ phu có chân tật lại mất vợ ta thật sự là nghĩ không ra biện pháp khác ô ô ô vạn cẩn lan cho xuân đào một ánh mắt xuân đào lập tức tiến lên đỡ đường tú ninh dậy nơi đây mặc dù cách tiền viện bên kia có chút khoảng cách nhưng cũng không cam đoan không có người khác đi qua đường tú ninh ở chỗ này khóc nhất định sẽ đưa tới người khác Vạn Cẩn Ngọc phất phất tay, để tỳ nữ của mình đi tìm mẫu thân nàng. Tiệc mừng thọ hôm nay là nhị bá mẫu cùng mẫu thân nàng một tay lo liệu, nếu xảy ra chuyện gì, mẫu thân nàng khó tránh khỏi sẽ ở chỗ tổ mẫu ăn uống treo cổ. Trước kia đại bá mẫu cũng từng quản lý trung cấp trong phủ, từ sau khi đại bá mẫu đi Tây Nam, trung cấp trong phủ liền do nhị bá mẫu cùng mẫu thân nàng thay phiên quản lý, lần này đại bá mẫu trở về, nhị bá mẫu cùng mẫu thân nàng đều không muốn ủy quyền, vả lại đại bá mẫu gần đây cũng vừa vặn thân thể không thoải mái là lấy thọ yến lần này đại bá mẫu liền không nhúng tay đường tú ninh ở trong phòng khách viện khóc không ngừng vạn cẩn lan cũng tức giận ngày lành nhà người ta nàng khóc không ngừng không phải thành tâm đến tìm xui xẻo sao cô nương nếu ngươi còn khóc ta nhất định giống trống khu chiên tìm trưởng bối trong phủ ngươi tới người nào a à, tính kế người không được sau đó ngược lại chính mình khóc không ngừng giống như là chịu ủy khuất lớn. Đường Tú Ninh khóc đến nấc cục, lại càng bi thương từ trong lòng. Nàng thật sự rất thảm a. À. Từ khi trong phủ phụ thân nàng có kế thất, nàng sẽ không có quá thoải mái cuộc sống. hôn sự còn bị kế mẫu đắn đo trong tay. Nàng bổn phận nhiều năm, nhưng vẫn là trốn không thoát kế mẫu độc thủ. Mẹ kế thật sự là tâm ác độc a, à. đem nàng cứng trắng kéo thành 18 tuổi lão cô nương, sau đó cho nàng tìm một cái mất vợ chân lại có chút què võ phu làm tục huyền nam tử kia bây giờ đều ba mươi là cái cấp thấp võ tướng một giới thô lỗ võ phu a à. phàm là hắn không phải cái võ phu chân không què còn không có tang thê hoặc là không có cưới qua thê nàng đều có thể liền nhận mệnh a à, khả khả vũ phu kia hắn chiếm hết rồi hắn còn nghe nói võ phu kia là đánh nương tử ô ô ô mạng của ta thật khổ a à. vạn cẩn lan nghe nàng khóc thúc thích đại khái cũng nghe rõ vì sao hôm nay nàng bí quá hóa liều ngươi cùng võ tướng kia hôn sự đã định rồi tiếng khóc của đường tú ninh càng lớn hơn đúng vậy mặt vạn cẩn lan tối sầm lại nếu như đường tú ninh hôm nay tính toán như ý thật sự thành công vậy huynh trưởng của nàng chẳng phải là còn muốn cổng một cái tội danh cướp vợ người khác vị hôn thê kia cũng là thê tử a à? cô gái này cô cảm thấy hành vi của cô thích hợp sao đường tú ninh nức nở hai mắt đẫm lệ mông lung nói Ta biết sai rồi, chỉ cầu các ngươi hôm nay coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, ta nhận mệnh, ta không dám, cũng không dám nữa. Nếu chuyện hôm nay để cho nàng kia kế mẫu biết, không chừng hồi phủ sau sẽ như thế nào trị nàng. Về phần phụ thân nàng, phàm là quan tâm nàng đều sẽ không đồng ý kế mẫu định ra hôn sự cho hắn. Cố thị tới rất nhanh, tỷ nữ vạn cẩn ngọc trên đường đã đem sự tình nói rõ ràng. Sắc mặt Cố thị tâm âm trầm nếu chuyện này rơi vào tai lão phu nhân, nàng và lâm thị có thể có kết quả gì tốt để ăn. cũng là các nàng hôm nay sơ suất, không đem các môn phái bà tử thông hướng nội viện trông coi. việc này đương nhiên không thể ầm ỉ, cố thì muốn lặng lại giải quyết việc này. vì thế, vào phòng khách, cô dùng ngôn ngữ gõ đường tú ninh một phen, cảnh cáo cô đừng nghĩ dùng chuyện rơi xuống nước này làm ra trò gì. đường tú ninh thúc thích, đầu rụt như chim cút nhưng ý tứ trong lời cố thị cũng hợp ý nàng. Sau khi cố thị rời đi, đường Tú Ninh lau xong, lại chải búi tóc, mặc vào xiêm y không vừa người. Nàng lần nữa xin lỗi, thái độ ngược lại có vài phần thành khẩn. Vạn Cẩn Lan trong lòng đối với nàng là bất mãn, nhưng cũng không muốn để cho tên huynh trưởng của mình cùng nàng truyền đi ồn ào huyên náo, lại gây ra chuyện khác. Nhưng nhắc tới hôn sự của vị đường cô nương này, trong lòng nàng khó tránh khỏi có vài phần đồng tình đường cô nương bất quá 18, lại muốn gả cho 30 người vợ đã chết còn có nam tử chân tật làm tục huyền. Nàng khó tránh khỏi lại nghĩ tới Khang Bình huyện chủ, thân là tôn thất nữ, gả vào trong nhà chỉ có chút ít sản lượng bạc ngô thủ nhân, còn rơi vào kết cục bị lừa gạt 20 năm. Mấy ngày trước Lâm Giang quận vương còn tham gia ngô thủ nhân trong triều, vả lại huyện chủ Khang Bình còn vào cung tố cáo ngô thủ nhân, nói hắn mua người giết người. 20 năm vợ chồng, sau khi ly hôn náo loạn đến cảnh tượng cùng đồ chủy kiến. Các nàng từ nhỏ học tập tam tổng tứ đức, đến tuổi liền định ra người ta, tái giá ra ngoài, từ nay về sau, nhà chồng mới là nhà của các nàng, đó là hòa ly, trở về nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ đại bộ phận còn có thể lựa chọn đem người tái giá ra ngoài, thời gian dài ở nhà mẹ đẻ, lại không tái giá, rất ít, rất ít. Ngay cả lập nữ hộ, cũng có điều kiện hà khắc. Huyền chủ Khang Bình có bối cảnh tôn thất như vậy, thời gian ly hôn không khó như vậy nhưng người bình thường nói dễ vậy sao vạn cẩn lan liền cảm thấy nữ tử thật sự rất không dễ dàng ngay cả mẫu thân và phụ thân nàng thoạt nhìn ân ái kỳ thực nàng cũng từng thấy mẫu thân ảm đạm thương thần một mình khóc lóc khi còn bé phụ thân có săn sóc mẫu thân mẫu thân cũng sẽ bởi vì hắn đi vào trong phòng thiếp thất mà khổ sở tổ mẫu đối với mẫu thân khó xử nhì thẩm tam thẩm ngoài sáng trong tối ông đoàn chèn ép mẫu thân khi còn bé nàng không hiểu, chỉ biết là mẫu thân có lúc rất khổ sở, nàng chỉ có thể ông mẫu thân an tĩnh cùng nàng. Bây giờ trưởng thành, nhớ lại quá khứ đủ loại, nàng mới phát hiện, mẫu thân nàng là thật không dễ dàng. Nữ tử đều không dễ dàng, luôn có đủ loại không dễ dàng. Vạn cẩn lan tuổi còn nhỏ phiền muộn thở dài. An Dương công chúa nhét cho cô một miếng bánh, nghĩ gì vậy? Lúc trước xảy ra chuyện gì con cũng không nói, nhưng hai năm không gặp cẩn lan con đã trở nên vô nghĩa rồi an dương công chúa là do vạn quý phi sinh ra nàng cũng sinh ra một đôi mắt phượng ngồi cùng một chỗ với vạn cẩn lan ngược lại rất giống một đôi chị em ruột vạn cẩn lan nhã nhặn nuốt bánh vân phiến xuống nhỏ giọng nói bên tai an dương anh đang nghĩ tương lai em sẽ gả cho ai an dương trợn tròn mắt mặt đỏ bừng ngươi 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 ăn nhầm đồ rồi không có việc gì nói hôn sự của bổn công chúa làm cái gì. Sau đó An Dương đắc ý nói. Tôi không biết tương lai tôi sẽ gả cho ai, nhưng tôi biết cô. Thanh âm của nàng càng đè thấp vài phần, ta nghe mẫu phi cùng ngoại tổ mẫu nói qua hôn sự của ngươi cùng tam ca. Vạn Cẩn Lan. Rất tốt, quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi. Hết chương này. Chương 10. Chúc thọ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương mười chút thọ tam ca mà an dương công chúa nói đương nhiên là con nuôi của quý phi nương nương tam hoàng tử tiêu minh hoàng trong lòng vạn cẩn lan có loại cảm giác quả nhiên như thế mẹ cô gần đây tâm tình không cao có phải bởi vì biết tin tức này hay không an dương thấy vạn cẩn lan nhíu mày nhỏ giọng nói đừng lo đừng lo mẫu phi chỉ nói chuyện với bà ngoại thôi chưa chắc đâu trong lòng vạn cẩn lan cũng không lạc quan quý phi cô mẫu đều nói với tổ mẫu hiển nhiên là đã nghĩ kỹ nhưng tại sao anh không vui trong mắt an dương công chúa tam ca cũng có thể a à, văn võ song toàn tuấn mỹ anh tuấn hiện giờ vương phủ của hắn cũng chỉ có hai thị thiếp còn là cung nữ lúc ở trong cung hoàng hậu ban cho hắn thông hiểu nhân sự so với đại hoàng huynh thuận vương hơn mười người cơ thiếp quả thực không nên quá sạch sẽ an dương đảo mắt chẳng lẽ ngay cả hai cung nữ cẩn lan mùi mùi cũng ghét bỏ nếu nói chân chính giữ mình trong sạch tam ca khẳng định kém tề vương thúc vạn cẩn lan không nghe rõ cô đang nói thầm cái gì em nói cái gì an dương hạ giọng nói ta nói tam ca so sánh với tề vương thúc thì không thể xưng là giữ mình trong sạch năm đó hoàng tổ mẫu có an bài cung nữ cho vương thúc nhưng đều bị hắn đưa về ngay cả vương phủ cũng không vào nhiều năm như vậy trong phủ tề vương thúc cũng không có một cơ thiết ngay cả hầu hạ cũng là gã sai vặt và ma ma lớn tuổi tề vương thúc không gần nữ sắc đến nay chưa từng cưới vợ hoàng tổ mẫu rất đau đầu vạn cẩn lan nghe xong chỉ có một ý nghĩ chẳng lẽ tề vương có bệnh ẩn gì hay là có long dương chi hảo an dương nhắc tới chú tề vương lại nhớ tới mấy tháng trước cháu gái nhà mẹ đẻ hoàng hậu gây ra chuyện cười lập tức hăng hái bừng bừng nói với vạn cẩn lan ngày đoan ngọ buổi tối trong cung thiết yến Vương Minh Tuệ cố ý rơi xuống nước khi Tề Vương đi qua hồ Thái Dịch, kết quả Tề Vương thúc thờ ơ, không chút thương hương tiếc ngọc đi tới. Nhắc tới chuyện này, An Dương công chúa cười đến bờ vai run rẩy. Về phần Vạn Cẩn Lan vừa mới gặp Đường Tú Ninh, trong lòng cũng có chút vi diệu. Ly Kinh hai năm, nàng đều lạc hậu, nguyên lai hiện tại đều hưng phấn rơi xuống nước tìm Lan Quân như ý cho mình sao? Nhưng hai người cô biết, Đường Cô Nương và Vương Minh Tuệ đều không thành công có thể thấy được phương pháp rơi xuống nước này là thật sự không tốt, không cẩn thận, còn có thể hại bản thân. Hai người ngồi ở bốn góc đình nghỉ mát hạ, cách đó không xa đều là tuổi trẻ tiểu nương tử, top 5 top 3 cùng một chỗ, hoặc nói hoặc cười. An Dương công chúa đang cười vui vẻ, vừa lúc ngước mắt nhìn Vương Minh Tuệ. Vương Minh Tuệ năm nay 17 tuổi, là cháu gái của Vương Hoàng Hậu, dung mạo vốn là thượng thừa, trong quý nữ kinh đô, cũng rất có tài danh lúc này nàng thấy an dương công chúa cười vui vẻ sắc mặt lập tức âm trầm bởi vì chuyện rơi xuống nước nàng hơn hai tháng không có mặt mũi ra khỏi phủ cũng không dám đi theo mẫu thân ra ngoài tham gia các loại yến hội của các phủ ngay cả cửa cung cũng không tiện vào hôm nay nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt tới trấn quốc công phủ đụng phải rất nhiều quý nữ cũng không ai không thức thời nhắc tới nàng rơi xuống nước kia ra cố ý cho nàng khó xử lúc này thấy an dương công chúa cười vui vẻ Da mặt nàng lại bắt đầu nóng lên. Công chúa cùng vạn gia Mùi muội đang nói cái gì, cười vui vẻ như vậy? Vương Minh Tuệ quỳ gối hành lễ xong thần sắc tự nhiên hỏi. An Dương thân là công chúa, dù sợ cô, lông mi dài long lanh, một tay nâng cầm cười nói. "Đương nhiên là đang nói chuyện khiến người ta vui vẻ rồi." Vương Minh Tuệ ngồi ở bàn tròn đối diện, tiện tay cầm lấy bánh ngọt trên bàn ăn. Nàng lại càng muốn vượt khó mà lên, nàng muốn nhìn xem nàng đang ngồi đây an dương công chúa còn nói nàng chê cười nàng thế nào nữa cô liếc mắt nhìn vạn cẩn lang buồn bực không lên tiếng uống trà quan sát từ trên xuống dưới một lượt thân hình thon thả làn da trắng nõn môi sông mũi quỳnh cặp mắt phượng dương lên kia cũng khiến người ta chán ghét như an dương công chúa nghe nói tiệc mừng thọ hôm nay cũng không phải do quốc công phu nhân tổ chức lúc trước ta thấy khí sắc quốc công phu nhân cũng không phải đặc biệt tốt vạn cẩn lan ngươi nên an ủi mẫu thân ngươi một hai đừng đem chuyện gì đều để ở trong lòng vạn cẩn lan ngẩng đầu nhìn vương minh tuệ vì vương gia tỷ tỷ này so với hai năm trước còn đáng ghét hơn vương tỷ tỷ nói cẩn thận thân là tiểu bối công khai nghị luận trưởng bối nhà khác không phải danh môn thuộc nữ gây nên không đợi vương minh tuệ mở miệng phản bác vạn cẩn lan nói tiếp nghe nói lúc đoan ngọ vương tỷ tỷ rơi vào trong hồ thái dịch không biết thân thể có trở ngại hay không ai ta thật sự là ngu xuẩn vương tỷ tỷ nhất định là dưỡng tốt hôm nay mới có thể đến nhà mùi mùi dự tiệc. dưới ánh mắt vương minh tuệ sắp ăn thịt người vạn cẩn lan quan tâm tiếp tục nói vương tỷ tỷ ngày sau đi tới chỗ có nước cần phải chú ý một chút miễn cho lại không cẩn thận rơi vào trong đó vương minh tuệ bây giờ kiên kỵ nhất chính là lần đó rơi xuống nước nàng là muốn làm tề vương phi hoàng hậu cô mẫu cũng là ủng hộ ngày đó còn phối hợp với nàng Kết quả ngày đó về sau, nàng hảo hảo kinh đô tài nữ thành chuyện cười. Vạn Cẩn Lan trong mắt còn mang theo vẻ ân cần thật sự là đáng giận, nhưng dù thế nào, nàng cũng sẽ không trở mặt, dù sao ở bên ngoài, nàng phải chú ý thể thống hậu tộc. Đa tạ vạn mùi mùi quan tâm, công chúa, vạn mùi mùi, bên kia đang chơi ném bình, ta thấy rất thú vị, liền đi trước một bước. Nhìn bóng lưng vương minh tuệ ra vẻ trấn định rời đi, An Dương lại cười rung lên giơ ngón tay cái lên với vạn cẩn lan vạn cẩn lan khẽ hư cô im lặng thành thật ngồi ở đây vẫn là nhà chủ nhân không để cho người ta khi dễ không thể động thủ cãi lại còn không biết sao dám lấy mẹ cô ra nói cô có thể đâm nát vết sẹo cũ của vương minh tuệ trước kia khi còn ở kinh đô mỗi lần đi biệt phủ dự tiệc liền có vương minh tuệ âm thầm lấy chuyện mẫu thân nàng xuất thân thương hộ chèn ép nàng nàng chưa bao giờ chịu thiệt thòi tiệc mừng thọ của lão trấn quốc công tất nhiên là vô cùng náo nhiệt các nhà trong kinh đều đưa lễ tới ngay cả thánh thượng trong cung cũng lệnh cho thái giám tổng quản lý phúc đưa tới một bàn tiệc đồ ăn xuất phát từ ngự thiện phòng không tính là hiếm lạ trong cung có yến nhưng cũng có thể ăn được nhưng ban thưởng hôm nay đại biểu chính là thể diện về phần tiểu bối trong phủ lúc này cũng phải hiến lễ trước mặt mọi người vạn cẩn lan từ tây nam trở về mang cho tổ phụ một thanh trường đao còn có không ít rượu ngon Tây Nam, về phần hôm nay, liền tặng một bộ đồ chúc thọ nàng vẽ. Bạch hạt nhảy nhót trên giấy, hoặc lẳng lặng đứng lặng, hoặc dương cánh mà bay, hoặc nghiêng đầu mổ lông, có thể nói là trông rất sống động. Sơn thủy vẫy mực, tùng tùng thẳng đứng, có tư thế cầu kình dạt dào. Mặc dù không có bút lực thâm hậu như mọi người, còn lộ ra vài phần non nớt, nhưng cũng thập phần không tệ. Lão công gia vẫn là nói liền ba tiếng tốt, nhìn ra được, hắn thật cao hứng lão phu nhân trên mặt cũng đều là ý cười loại trường hợp này tự nhiên cũng là để cho trong nhà tiểu bối ra mặt thời khắc nếu không trong kinh những cái gì tài tử tài nữ danh tiếng đều là như thế nào truyền ra ngoài danh tiếng kinh doanh tốt đối với hôn sự của con cái quý phủ đều có lợi hết chương này